À, chúng ta chữa bài thì test tổng hợp từ cấu số 1 đến cấu số 5 là dạng phát âm. Khoanh tròn tư có phần gạch chấn phát âm khác. Vậy lần như thế này thì chúng ta phải đọc lên. Ta đọc lên thấy cái ấm nào ở chỗ gạch chấn đây này, giống nhau thì thôi. Còn khác sẽ có ba ấm giống nhau. Ấm nào ta nghe nghe đọc nghe nó khác đi thì ấm đó chính là cái đáp án của bài. Câu số 1, mời cả lớp cho nhánh đáp án vào hộp chat. Nghiên câu số 1 có đuôi ED thì ta phải áp dụng quy tắc đuôi ED để làm. Mời các bạn cho nhanh đáp án. Mười bảy bạn đã cho đáp án rồi. Ừ, cớ bạn là đúng. Tuấn Anh đừng có gửi vào everyone. Quen đúng không? Ha, anh Tuấn Anh, Thạnh Huyên, Thùy Dung, Văn Huy, Cao Mỹ, Trung Hiểu, Cảnh Nguyên, Lan Phương, Hồng Ảnh, Trang Mỹ, Ánh Hứng, Phương Trang, Khánh Toàn, Mạnh A Phương, Trần Hưng, Hoài Nam, tất cả các bạn đều đúng. Ai giải thích được câu số 1 mời giơ tay lên. Ai giải thích được câu số 1 mời giơ tay lên. Mời bạn Lê Khánh Nguyên. Em cho đáp án nào vì sao? Vừa có là em cho đáp án sấy với Sẽ là đáp quy án tắc 10. sấy là quy tắc bá, À, con là quy tắc 7. còn lại là quy tắc hai. Quy tắc 7 nè, có đúng 2 không? Quy tắc 7 và lực. Quy tắc 1. Quy tắc 1. Ủa? Cái quy tắc của đuôi ED, quy tắc 1 có mấy đuôi cả lực? Nhớ nước. Thì nhớ cái số đuôi nhá. Bởi vì cái quy tắc đuôi ED và quy tắc ES này này, sáng năm nữa thôi, sáng năm ta học lên lớp 9 nữa là sẽ thi vào chuyển cấp. Là chắc chắn có một trong hai câu này xuất hiện trong bài thi. Luôn luôn nữa xuất hiện trong bài thi nên ta phải thuộc nó. Khi nói về quy tắc đọc đuôi ED á, quy tắc đọc đuôi ED thì ta chú ý cho cô có ba quy tắc. Quy tắc 1 thì nặng cho cô được 11 đuôi. À, quy tắc 1 thì gồm những cái động từ gồm có 11 đuôi sau. Cá này, đấy chỉ được. Cá đúng không? P, P, E, F, F, G, H. F này, G, H này. Đối với chữ cơ thì có hai chữ, đó là cơ é và cơ hạt. Đối với chữ sơ thì có hai chữ, đó là sơ sơ và sơ hạt. À, là đấy, đây là có 2, 4, 6, 8, 10 rồi. Ngoài ra đang còn chữ x sơ. Đấy. Tổng có 11 đuôi đỏ. Thì khi cộng với ED. ED này ta đọc là t. T đó là cô bật hơi to, chứ còn bình thường đọc nó phải đọc bật hơi thôi. Đây. Ví dụ từ work có tần cùng là cá, khi đưa về quá khứ thì ta thêm ED vào, ta đọc là worked, worked. Đấy. Rồi ví dụ từ love, love có tần cùng gh. Đối với cái từ mà có tần cùng gh thì ta phải lưu ý khi nào nó phiên âm thành f thì khi đó ta mới được đưa vào quy tắc 1. Còn khi nào nó bị cấm thì ta phải đưa vào quy tắc 3. Thì đưa sang quy tắc 3 của nói. Vậy từ này ta đọc là love, love. Vậy ta nghe đuôi phơ. Thì khi thêm ED ta đọc là loved, loved. Đó. Hoặc xem tivi ta nói là what, đúng không? What. Có tần cùng là CH. Khi thêm ED ta đọc là what, what. Đấy. Đó là quy tắc 1. Quy tắc 2 có mấy đuôi? Động từ có mấy đuôi cả lớp? Quên mất rồi. Thì nhớ cái số đuôi Hai mấy nữa? bọn bọn đuôi À, có bốn đuôi thôi. Đó là gì nữa? Đuôi gì nữa? Đơ. đơ 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 é é. hai Rồi gì nữa?
tân Ê, có từng nữa thôi. Thì khi cộng với ED, ED này ta đọc là ý đi, à, đọc là it, ta đọc là it. Có lại ví dụ, từ visit, rất quen thuộc đúng không? Đến thăm. Nó có tần cùng đôi tơ mà khi đưa với quá khứ ta thêm ED vào và ta đọc là visited, Rồi ví dụ như là từ cần là need, có tần cùng là the. À, đưa với quá khứ ta thêm ed vào và ta đọc ed là it, needed, đấy, vân vân. Và cuối cùng là quy tắc ba. Quy tắc ba thì về đúng không, trừ 11 đuối với 4 đuối, đây là 4 đuối này, là trừ 15 đuối trên, trừ 15 đuối trên thì tất tật thật những đuối còn lại, những cái đuối còn lại những đuối còn lại thì khi còn ed, ED ta đọc là D. Ta đọc là D. Ví dụ như là từ play, đúng không? Từ play. Có tấn công là ý, không thuộc một, không thuộc hai thì nó thuộc ba. Ta thêm ED ta đọc là played, Nha. Hoặc có từ plow, Từ này cùng có đuôi g hơ giống với tắc một. Nhưng mà chữ gh này khi đọc ra thì nó bị cấm đi đó, không nghe âm gì được ạ. Thì ta lại bỏ nó vào quy tắc ba, cloud, đấy, gh không hề nghe nữa. Vậy khi thêm ed ta đọc là cloud, đó. Thì từ này chúng ta khi hỏi về quy tắc ed đừng có quên nữa. Cô dạy đi dạy lại nhiều lần rồi, từ lớp 6 như nói đi nói lại nhiều lần. Một số bạn mới vào không nói chứ, những bạn mà học cô thì đã được nghe nhiều lần nên là ta phải chọn được cái số. Quy tắc 1 là có mấy đuối, quy tắc 2 có mấy đuối để ta nhớ được lâu. Đối với quy tắc ED là như thế. Quy tắc 1 11 đuối, quy tắc 2 gọi 4 đuối và còn lại. Bây giờ ta làm câu 5 trước. Câu 1 rồi sang câu 5 trước. Vì câu 5 này ta thấy có đuối ET, vậy là thuộc về quy tắc. Đúng không? Nó thuộc về quy tắc đọc đuối ET. Mời cả lớp chúng ta điền đáp án, cho đáp án vào hộp chat, đừng có gửi vào everyone, gửi riêng cho cô. Cố gắng cả lớp ý, lúc này mới 17 bạn. Câu số 5 nha. Đáp án của câu số 5. Mời sợ bạn. Đừng có sợ sai. Chúng ta sai có sửa. Khi đã xác định vào ngôi học đấy rồi các bạn này, nhớ cho cô một điều. Một là đừng có tư tưởng chơi game. Hai là đừng có làm việc riết. Ba là đừng có ngồi mơ màng gì cả. Nếu bạn nào đó mà đáng như vậy thì xin cô mà nghỉ đi. Bởi vì như thế là nó phí hai thứ. Một là phí thời gian, và thứ hai đặc biệt là phí tiền cổ của bố mẹ các bạn, mà cái đồng tiền đó kiếm không không dễ tí nào đâu. Đổ mồ hôi sối nước mắt ở ngoài trời cái thời tiết này thì rất là kinh khủng, nhưng mà vẫn cho các bạn học. Học mà các bạn không tập trung vào thì các bạn rất là có lỗi với bố mẹ đấy. Tại sao có bảo cho đáp án cả? Có cho đáp án thì các bạn mới đọc vào, thì mới hiểu được nội dung hôm nay đã học gì, chứ không thì ngồi ngẩn nữa. Con sai không sợ sai, học tiếng Anh hay học gì vậy? Khi trong giờ học và luyện tập đừng bao giờ sợ sai, đừng có rây vì sai. Có sai sau này mới đúng được. Hà anh Mảnh Cảnh Nguyên đúng rồi, Cao Mỹ chưa đúng, Anh Hưng chưa đúng, Khánh Huyên Tuấn Anh Trung Hiếu Trà Mỹ Văn Huy Hồng Anh à Diễn Diễn Bảo Hà Phước đúng rồi, Bảo An chưa đúng, Nhí đúng rồi, Khánh Toàn chưa đúng, Trần Hưng chưa đúng, Phương Trang chưa đúng. À, đối với câu này thì vẫn nhiều bạn đáng con quế này, những nhiều vẫn nhiều bạn đáng con quế. Ai giải thích được câu này mời giơ tay lên. Ai giải thích được câu nóng mời giơ tay lên. Có hai bạn.
ba bạn. Rồi, 10 bạn trúng hiệu, em chọn đáp án nào vì sao? có làm cho nó con hả? Em chọn đáp án anh à. Rồi, đáp án A quy tắc mấy em? Cho bà nói là đi chọn cho bà. Được rồi, con lai quy tắc mấy? Con là với tập sản. À, chính xác, đúng rồi. Ở đấy nhiều bạn đang có sai nên ta tiếp tục. Để ta viết một đi nhá. Ghi vào vở đấy các bạn nhé, ghi vào vở. Ai ngoài bừa thì ghi rồi, bừa đi ghi nữa. Ghi nhiều nó cũng thừa đó, ghi để mà nhớ. Ghi mà nóng mà sáu độ nó ghi được câu nào luôn đấy. Thứ hai đó là quy tắc đọc đuối. Đọc đuối S, 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 cái quy tắc đọc đuối S, S, cùng giống như ED. Nó có ba quy tắc các bạn ạ. Nhưng ED thì nó chỉ áp dụng cho đồng từ thôi. Bởi vì ED này là cái phần phần thứ hai của thi quá khứ đơn hoặc là thi hiện đại thanh, tức là khi đồng từ chuyển về quá khứ đơn hoặc là đồng từ chuyển về thi hiện đại thanh thì có quy tắc ta thêm ED, và khi thêm ED ta phải đọc đuối. Còn đối với quy tắc đọc ED á thì nó áp dụng cho danh từ số nhiều và đồng từ ở hiện đại đơn. Danh từ số nhiều ta thêm ED, mà đồng từ ở hiện tại đơn tăng chia ES. Vì vậy quy tắc đọc đuối này áp dụng cho cả danh từ và động từ. Quy tắc 1. Quy tắc 1. Quy tắc 1 đó là những động từ hoặc danh từ. Những động từ hoặc danh từ. Mà có đuối, những động từ hoặc danh từ mà có mấy đuối có lớp ạ, có nhớ không? Chín Đây đuối rồi, mấy hình chín à, chín đuối. Chín đuối thì có bốn đuối là rộng như thế, có sáu đuối rộng như thế, giống như quy tắc một của đuôi ED đó là K, K, E, P, P, E, F, G, H. Đó là rộng như quy tắc một của trên, có sáu đuôi thôi đúng không? Ngoài ra còn có tế tế thì ở trên nó lấy quy tắc hai rồi. Thơ là sao? Đó có chín đuôi. Chín đuôi này khi cộng s thì s đọc là s, à. Đó, có lấy ví dụ một quyển sách là a book có tần cùng là cá, ký số nhiều ta thêm ẹt vào ta đọc là books, books. Đó. Thích ta đọc là like, có tần cùng là cái thì sẵn khi chỉ đi về ngôi thứ ba rồi ta thêm ẹt ta đọc là likes, likes đấy. Đó. Rồi ví dụ như cười là laugh, laugh. Và ở đây như vậy, giờ khi phiên âm thanh phơ thì nó thuộc quy tắc 1, còn không phải là phơ thì nó đưa về quy tắc 3. Và last này là có tần cùng phơ, nên ta thêm mẹt vào ta đọc là laps. Đó là quy tắc 1 của quy tắc đọc đuối ẹt. Và ta chỗ từ đấy quy tắc này có 9 đuối. Có 9 đuối. Trong đó có 6 đuối trùng với quy tắc đuối ẹt đây. Đang quy tắc 2, quy tắc 2 có mấy đuối cả lớp? Mày nhớ à, có tạm đuối đúng không? Đó là những động từ hoặc danh từ có tạm đuối. Để cho dễ nhớ thì ta chú ý đuôi é còn ba đuối, đó là đuôi cơ é, đuôi gơ é và đuôi sơ é. À, ngoài ra có đuôi ích sơ và đuôi xê hạt. Rồi tiếp theo là đuôi é có ba đuôi, đó là é, é é và é hạt. Đó, về tổng của tám đuôi. Nhỡ có ba đuôi ẹt, ba đuôi é, ngoài ra có xơ và xê hạt. Thì khi cộng với ẹt hoặc é ẹt, khi cộng ẹt ẹt, thì ta đọc cái đuôi nó là is. Ta đọc là is. Đây, đọc is. Và chỗ ở đấy là tám đuôi. Ví dụ, một quả cám là gì cả lớp? Một quả cám là gì? Ấn
Có cảm nhớ à? Orange Ấn juice. orange. Ấn orange. Vậy cái này có tần, từ này có tần công là GS thuộc quý thứ hai. Khi nói nhiều quả cám ta thêm mẹt vào và ta đọc đối là oranges is oranges. Một xe bịp là gì? Apart. A bus, không phải bus đâu, a bus. Và cái xe bịp thì có tấn công, cái từ xe bịp là có tấn công chữ sơ. Khi muốn nói nhiều xe bịp thì ta thêm e vào và ta đọc là buses, buses is buses. Một lớp học là a class, có tấn công sơ sơ và khi thêm số nhiều thế mẹ vào đọc là classes. Thì đó là quy tắc thứ hai. Ta sang quy tắc ba. Quy tắc ba. Quy tắc ba. Thì tương tự như vậy, quy tắc ba là những động từ hoặc danh từ có đuôi còn lại. Còn lại thì phải trừ 17 đuôi trên thôi. Thì khi cộng với s, cộng với s hoặc es, ta đọc cả cái s hoặc es đó, ta đọc là z. Đọc z. Rồi. Ví dụ, tôi chơi nghĩa là gì? Chơi là gì? Play. 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 Đó. Từ này có tấn công ý, nó không thuộc quy tắc 1, không thuộc quy tắc 2, thì nó quy tắc 3. Và khi đi về ngôi thứ 3 rồi, ta phải thế mẹ vào và ta đọc là please, please. Từ đi đọc là gì? Đi. Go. Đi học, Go. đi chơi, đi đó, go. Khi đi về ngôi thứ 3 rồi, ta phải thêm e vào. Và ta đọc từ gấu và thêm giờ sau nữa thôi. Goes, goes, goes. Đây. Thì đấy chính là quy tắc đọc đuôi ẹt ẹt. Và ta nhớ có 3 quy tắc. Quy tắc 1 có 9 đuôi, quy tắc 2 có 8 đuôi và quy tắc 3 là còn lại. Vậy nó quan trọng như thế nào? Thì bây giờ chúng tôi sẽ lấy cái dẫn chứng cho các bạn. Ta mở cái đề thi của tỉnh Nghệ An ta năm nay vào lớp 10 đi. Thì sáng năm ta lớp 9 là thi lớp 10 rồi. Đó. Ta xem vào lớp 10 của năm nay có quy tắc đọc đuôi không? Và có thì nó sử dụng quy tắc nào? Và đọc và bài làm như thế nào? Đây là chuỗi. Đây tiếng Anh vào 10 nhé. Nghe thấy mơ này. Tí vào phong các bạn ạ. Mỗi bàn là một mà đề. Vô có thì vô có bá. Phong có 24 học sinh thì có 24 mà đề. Đây, đây có phần phát âm đây các bạn. Bài tập phát âm của ta là nó phục vụ cho cái phần này. Vậy ta nhìn vào câu 42. Câu hỏi 42A quy tắc mấy cơ lớp? Quy tắc mấy? Có Một tấn công là gì? quy Có tấn công là tắc gì? một Có cá tấn công là à e cá quy tắc 1 đúng rồi. Đáp án B có tấn công là gì? đẹp Ẹt ẹt quy tắc mấy? một À quy tắc 1. Câu C có tấn công là gì? tắc Vơ é, quy tắc mấy? bả À, quy tắc bá. Câu dế có tấn công là gì? bởi Quế, quy tắc mấy? tắc một À, vậy chốt lại đáp án cuối cùng là gì nữa? vẫn sẽ À, dế. Nốt thể ta làm cái câu 41 luôn. Mời các bạn cho đáp án vào hộp chat của câu 41. Nếu ta đi thi thì ta sẽ làm như thế nào đối với câu 41? Là chọn đáp án nào? Bốn từ ta chỉ cần đọc ba từ thôi, đừng có dài mà đọc cả bốn từ nào mà ta thấy băn khoăn thì loại nó ra.
đọc bá tư. Nếu bá tư đọc ghi âm nó giống nhau thì ta cái từ loài là tròn. Còn bá tư mà có hai từ, một từ khác thì ta chọn nó từ khác. Có 7 bạn là cho được đáp án rồi. Nhưng bạn có like đi, mày nhắn không? Xem thử đi thì ra câu này có đúng không? Câu 42 thì chắc chắn ta sẽ đúng rồi. Đó. Nó dễ, rất là dễ. Nó câu 41 xem thử thế nào. Mới có 10 bạn. Còn 17 bạn nữa mà. Ơi, Khánh Toàn đúng rồi. Đấy, tốt. Trà Mỹ đúng rồi. Tấn đừng có gửi vào everyone. Tuấn Ánh chứ đúng. Mành đúng rồi. Tấn chứ đúng. Trung Hiệu chứ đúng. Diễn Bảo chứ đúng. Phương Trang chứ đúng. Hoài Phương đúng rồi. Văn Huy chứ đúng. Trần Hứng chứ đúng. Cáo Mỹ chứ đúng. Bảo Ám đúng rồi. Hai Anh đúng rồi. Tiếp tục. Mành Tấn đúng rồi. Rồi, bây giờ có hỏi cả lớp nha. Cái câu C là dễ đọc nhất. Câu C ta đọc cái nào cả lớp? Giang. À, yeah. Ta nghe được ấm gì cả lớp? Ấm gì ở chỗ phân gạch chân? À, giờ, đúng rồi. Câu D ta đọc cái nào? Giang. À, gen hoặc là dơm. Vậy phân gạch chân ta nghe âm gì? Giờ. Cũng là giờ, đúng không? Rồi câu á gây. Gây ngược với béo ấy. Gây ta đọc cái nào? À, teen, teen. Ta nghe âm gì? Thơ. À, âm thơ. Ở đấy là âm thơ. Tế hạt này đọc, ta đọc thơ. Con lại đọc dơ cả. Teen, them, there, then. Vậy đáp án khác chính là đáp án A. Nhiều bạn đã trả lời đúng. Nhiều bạn cái từ này này không đọc được cùng cổ mà đọc cuối cùng là sai. Ta loại đi, ta chỉ đọc á c dễ thôi là nó ra được đáp án. Và tương tự câu 4 mới cũng rất là dễ. Sẽ suy nghĩ ta đọc cái nào, suy nghĩ Thình ta đọc cái nào. Thình. thình À, thình đúng rồi. Lại xe ta đọc cái nào. rồi. À, drive. Vậy ở đấy ý, ở đấy ai khác nhau rồi thì chắc chắn hoặc chọn xế hoặc cần dế thôi. Bây giờ đi tìm một từ nó đọc rộng từ nào thì từ còn lại là tròn. Câu bế tìm kiếm ta đọc cái nào. Phải. À, find. Find. Vì đây đây có ai, đây có ai về chọn đáp án C. Đó. Đây nếu mà thi vào lớp 10 thì ba câu này quá đơn giản với chúng ta rồi, đúng không? Không 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 quá khó khăn để làm. Nó được 0,6 điểm rồi. Trong đó nhiều câu ta đang còn làm được nữa. Kể cả cái đề thi đại học các bạn ạ. Đề thi đại học đấy, đề thi đại học có điểm năm nay không có đuôi E đấy, nhưng mà ta làm được. Đấy, được phát âm đã làm được. Nên là cố cho các bạn tất cả cái dạng đề hướng đều hướng đến đề thi chuyển cấp và hướng đến đề thi đại học. Đề thi đại học năm 24-25 này. Để xem nhá, xem phần phát âm như thế nào. Đây, phần phát âm đây. Một cái đề thi đại học tức là phải sáu năm nay lớp 8 ta phải 6 bộ 5 nữa mới thi. Nhưng bây giờ ta thử xem thử đây phần phát âm này các bạn, trên phần trọng âm nên ta học đều hướng đến đó. Rồi câu hỏi này, cái bảng ta đọc thế nào các lớp? Cái bảng ấy ta đọc thế nào? Học lớp 6 rồi ngay đọc được á. Rồi giờ đó nè. Thì bạn đọc cái nào ơi? Nói mạnh dạn đọc được. Rồi được. À đọc gì? Boss. À đúng rồi. Bought. Bought. Vậy ta nghe âm gì? Nghe âm gì ở phân gạch chấn? Boss. À âm o. Rồi cái buồm cái thuyền ta đọc cái nào? Boss. À boat. Boat. Vậy ta nghe âm gì? Ấu. Ông Dương đọc đến đấy ta loài chắc chắn phải loài hái đã bạn nào.
bay hoặc sẽ Đâu đâu, cô đã bay cái cách rồi. Khi đọc hai đáp án thì hai chúng nó khác nhau thì chắc chắn chọn một trong hai đáp án thôi. Vậy phải loại đáp án nào? À vậy gì? bể. Dễ đúng không? Chắc chắn sẽ chọn B hoặc C nữa, bởi vì đọc khác nhau rồi. Rửa bây giờ muốn muốn chọn B hay chọn C thì phải đọc thêm một từ nữa. Cái đường ta đọc nào? Đường đi ta đọc nào? À, road. Và cùng nghe âm gì? Oh. À, âu. Đúng rồi. Đấy cũng âu. Đấy cũng âu. Đấy là o. Thì chắc chắn ta chọn đáp án B. O, bot. Còn âu, boat, road và coast. Cái từ này khó thì ta bỏ đi. Rồi, bây giờ ta chuẩn bị hộp gạch giữa chữ tơ này. Câu dễ ta đọc được. Cái bức ảnh ta đọc nào? Oh. À, photo. Vậy nghe cái âm gạch chấn là âm gì? Photo. Tờ. Âm gạch chấn là gì? À, tờ, tờ, tờ. Photo. Rồi, mùa đông ta đọc cái gì? Winter. À, winter. Phân gạch chấn là gì? Tờ. À, tờ. Vậy chắc chắn loài ngày hai đáp án nào? Loài Chắc chắn loài hai đáp án nào? Hai đáp án này có nghe giống nhau không? có. Giống nhau thì vì loài. Hai chúng nó đọc nghe giống nhau thì chắc chắn phải loài rồi. Vậy đáp án sẽ là nằm ở A hoặc B thôi. Muốn biết A hay B thì bây giờ ta nghe. À, ta đi tìm một từ nữa là được. Nếu từ đó mà đọc rộng, ví dụ bế này mà đọc rộng xế dế thì á chọn, nếu á mà đọc rộng xế dế thì bế chọn. Được thôi, câu á này rất quen thuộc. Thiên nhiên ta đọc cái nào? Nature. À đúng rồi, nature. Nature. Vậy cái phần gạch chấn ta nghe âm gì? Chờ. À, âm Tờ. chờ. Âm chờ. Con đây nghe âm tờ. Âm tờ. Vậy đáp án là đó. Nên khi chúng ta đọc á, đi tìm cho cô những cái dễ nhất để đọc. Ở đây ta tìm hai thứ dễ nhất, đó là C và D. Và khi ta đọc C và D thì hẳn rộng nhỏ rồi, thì chắc chắn tí nữa đáp án sẽ không phải là. Rồi bây giờ cố gắng để gói thử A với B. Từ nào dễ thì đọc từ đó. Nếu từ đó mà rộng hai thứ bên này thì loài luôn. Còn khác bên hai cái từ bên này thì ta chọn nó chọn luôn. Nên đó là cách để làm bài phát âm rồi. Đã trở về với bài của chúng ta. Đấy là ở đây có sơ é thì đó là quy tắc hai đúng không? Sơ quy tắc hai, gơ é quy tắc hai, còn é lơ é này là quy tắc ba. Đối với cấu số 2, số 3, số 4 ta không thấy quy tắc ở trong thì chúng ta phải đọc. Riêng tổ 2 cùng là có quy tắc. Số 2 cùng có quy tắc, đó là trường hợp Sơ đó. ngắn về sơ dài. Đúng rồi, sơ ngắn và sơ dài. Từ nào thuộc sơ dài? Từ nào thuộc sơ dài? Sơ dài là từ đại số đệ À đệ. đúng rồi. Khi gạch cái chữ sơ mà ở giữa cấu các bạn ạ. Người ta muốn thử các bạn á, thương người ta thử cái chữ sơ này này, phiên âm thanh hai dạng. Một, thông thường nó chỉ phiên âm thanh sơ ngắn thôi. Ta đọc là sơ sơ sạc. Nhưng có đối tư nó đặc biệt, nó lấy phiên âm thanh sờ, sờ, chứ không phải là sờ. Đấy ta đọc chính xác là s. Còn đấy ta đọc chính xác là sh. Đấy. Thông thường chữ S này nó phiên âm thanh như thế này cả. Chỉ có hai từ là phiên âm thanh sơ dài. Đó là từ đường, sugar. Từ sugar là ta đọc sờ. Rồi từ sure chắc chắn là ta đọc sờ. Còn lại ở đấy sơ hết. Study, success, surprise và sugar. Vậy đáp án khác chính là đáp án D. Cứ khi nào thấy gạch chờ mà đằng trước á, mà người ta thử thì ta cứ tìm cho cô cái từ mà có từ sugar, có là sugar hoặc là sure, chúng ta điền vào nó. Còn những từ khác là phiên âm thanh sơ ngắn hay là sơ. Câu số 3. Câu số 3 ta đi tìm từ dề ta đọc trước. Đồng phục ta đọc thế nào cả lớp? Uniform. À đúng rồi, uniform. Vậy cái phân gạch chấn ta nghe âm gì? You. À You. you, chính xác, âm you. Rồi, ở câu C cái ô ta đọc thế nào cả lớp? Umbrella. Umbrella. Đúng rồi, umbrella, umbrella, umbrella. Ta nghe âm gì?
Ăn. À được rồi, à rồi cái rác thải ở đấy từ này ta đọc nào, Rubbish. rubbish, rubbish, ta nghe âm gì cả lớp, À. à cũng âm mà. Vậy cuối cùng ta cho nào bạn nào, Lên B, bể. à B, không cần đọc đến dễ nữa, không cần đọc đến dễ nữa. Vậy ở đây ta quyết định ngay đó là đáp án B khác. B ta đọc là dừa, còn lại tất cả ta đọc là rubbish, umbrella và thumb. Rồi tiếp tục câu số 4 cũng vậy, ta đi tìm từ dễ ta đọc trước. Cặm trai ta đọc thế nào cả lớp, Camping. à camping, camping. Vậy cái phần gạch chân ta nghe âm gì, à cờ, cờ, camping, cờ. Rồi cô bé tại chị ta đọc nào, Recycle. à Recycle. recycle, recycle ta nghe âm gì, Sir. à sir, chắc chắn loài hải đáp án nào, À, sẽ vậy. à C D, vì bọn này khác nhau rồi, phải chọn một trong hai. Rồi bây giờ ta đi tìm từ quen C với D, C thì ta phải rất là lạ. Bây giờ ta nhìn D, cộng đồng ta đọc nào, Community. rồi community, community, vậy ta nghe âm gì, à nghe âm cờ đó, nữa là quyết định nữa thôi. Vậy đáp án nào khác, Đáp án à đáp án B bảy. khác, à đáp án B khác. B đọc là sợ, còn lại chúng ta đọc là cờ đó. Đấy là nhìn thì có vẻ tức là có lẽ vẻ khó, nhưng mà cứ đá cứ theo như cô mà làm, cứ từ từ dần dần rồi dùng phương pháp loại trừ nữa kết hợp thì kiểu gì nó cũng ra được đáp án đúng. Xong thì dạng thứ nhất, và cô hy vọng 6 lần chữa bài của cô lần này thì hôm 6, từ hôm 6 trở đi nếu có bài thi hoặc bài tập nào mà liên quan đến phần phát âm thì ta đừng có sợ, mà ta cứ từ từ phân tích rồi nó ra hết. Từ câu số 6 cho đến câu số 24 thì người ta kiểm tra trắc nghiệm về từ vựng ngữ pháp, về từ vựng ngữ pháp. Bây giờ câu số 6, My little brother picture very much enjoy to draw, enjoys drawing, enjoys to draw, enjoy drawing. Mời các bạn cho đáp án vào hộp chat. Mười hai bạn đã cho đáp án. Trung hiệu chưa đúng, cáo mỹ đúng rồi, phương trang đúng rồi, cảnh nguyên chưa đúng, trang mỹ đúng rồi, diễn bảo chưa đúng, mạnh tấn đúng rồi, tuấn ánh đúng rồi, toan đừng có gửi vào everyone, hoài phương đúng rồi, thuy dũng mạnh đúng rồi, bảo án chưa đúng. Ai giải thích được câu số 6, mời giơ tay lên. Mời bạn Tuấn Anh. Em cho đáp án nào vì sao? Cô ấy trong đó bắn bảy. Rồi. Bây giờ cô hỏi em này. Ở bốn đáp án đều có từ enjoy xuất hiện, nhưng khác nhau ở chỗ nào? Em được coi đó rồi. Khoan nào, từ từ. Đều có enjoy xuất hiện, cô ta đang phân tích đồng từ một kìa đó. Đều có enjoy xuất hiện, Không những khác nhau chỗ nào? có A và C thì chỉ in gió như nào? không mẹ. À đúng rồi, không có ẹt. Con B với C thì có ẹt. Rồi bây Rồi. giờ câu hỏi này, tại sao em lại chọn in gió có ẹt mà lại không phải là không ẹt? Em có là trên được rồi, em có chưa in giỏi sao sao in giỏi phải có Cô không chưa hỏi enjoy đứng sau, à chưa hỏi đó rồi đứng sau. Cô đang hỏi là cái từ enjoy cơ. Tại sao enjoy ở đây có thêm mình đây, có thêm mình cô chưa chưa nói. Mà tại sao ở đấy lại em lại chọn cái enjoy có ẹt, chứ không phải chọn enjoy không ẹt. em có là giờ
Dự tính của em có kiểu em khi này em phân vấn Giờ bé về là đấy. vì bài xong em trong đau ra bài. Rồi, ok, được rồi. Tiếp theo bạn tiếp theo giải thích cho cái cố cái cấu nào nào. Tại sao lại tròn in giói thế mẹ mà không tròn in giói nguyên thể? À, mời bạn của nhân vật mẫu mới á. Rồi mời bạn Phương Trang. Cô rất muốn nhưng bạn mới vào học là chúng ta mạnh dạn cho tay. Rồi cô hỏi Phương Trang tại sao lại là in giói thế mẹ mà không phải là in giói nguyên thể? The COVID got very Có gì hay? very Không có mà chả liên quan gì cả. Chưa được, giải thích như thế chưa được. À, mời bạn Thủy Linh. ra em thừa cố là bởi vì Brazil là ngôi thứ ba số ít ạ. Ừ. Đấy thì hiện tại đến mà có brother là ngôi thứ ba số ít thì cộng đồng tư phải phải chia thế mẹ, đúng rồi. Đúng không? Vậy ta sẽ dựa vào đặc điểm này thì chắc chắn đáp án A với đáp án nào phải loại? A và gì đó? Dễ, đúng không? Đồng tư nguyên, đồng tư in gió nguyên thể là phải loại thì là nào? Đó. Phải loại như thế trước các bạn ạ. À. Thế sáu đỏ mới dễ dàng để làm việc. Bây giờ con bé với xế. Thủy Thủy Linh nói cho cô luôn. Bây giờ con bé với xế. Tại sao em thì tròn thế mình mà không tròn nguyên thể của tú? Từ đâu đó. Linh có giải thích được không? À, em không có. À rồi, ai giải thích cho cô câu thứ hai? Em thưa cô là vì sao in giỏi đồng tư phải thêm ấy. Đúng rồi, rửa thôi. Cứ bất kỳ khi nào chúng ta thấy cái động từ yếu ghét đó là enjoy, enjoy là yêu thích. Thì đằng sau nó luôn luôn phải cộng một động từ thế mình, không thể có động từ nào ngoài động từ thế mình được. Vì vậy ta chọn đáp án B. À, đâu lớp học lớp 7 chúng ta đã học rồi các động từ yếu ghét rồi. Thì ta chú ý cho cô này. À, động từ yếu ghét. Từ yếu ghét. Thì bao gồm này, có dạng thứ nhất này, dạng một này. Dạng một thì gồm có từ một là từ enjoy. Một là từ enjoy, là yêu thích. Nhớ yêu cố nè. Hai là từ fancy. Fancy là cực yếu. Hai là rất là yếu. Hai là từ fancy. Rồi, ba là từ detest. 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 Detest là cực ghét. Enjoy, fancy, detest. À, với một từ gì thì cô quên này. Rồi, ba từ đó. Ba cái từ này thì chắc chắn sáu nó luôn luôn cộng với một động từ thế mình. Chỉ có duy nhất động từ thế mình thôi. Nha. Còn, dạ, cái dạng thứ hai, cái dạng động từ yếu ghét thứ hai, gồm có các từ sau. Một là từ love, là yêu. Hai là từ like, là thích. Ba là từ hate, là ghét. Bốn là từ prefer, prefer là thích hơn. Đấy, bốn cái từ này, bốn cái từ này nếu theo sau có động từ thì có thể chia hai cách, cách nào cũng được. Cách thứ nhất là có thể cộng với động từ thế mình. Đấy, có thể cộng với động từ thế mình. Cách thứ hai là có thể cộng với động từ nguyên thể của tú. Thế nào cũng được. Đấy. Ví dụ như cô bỏ ở đấy không phải bỏ enjoy vào mà cô bỏ từ love vào đấy thì đáp án B ở đúng mà đáp án C ở đúng. Đó, nên ta nhớ cho cô khi nói đến động từ yếu ghét nhớ cho cô ba cái từ yếu ghét là enjoy, fancy, detest thì chỉ gồng động từ thế mình thôi. Còn bốn cái từ love, like, hate, prefer thì nó sau nó có thể là cộng động từ thế mình hoặc động từ nguyên thể của tú, cách nào cũng được. Yeah. Ta ôn lại cái kiến thức của lớp 7 phần đó. Tiếp theo. Câu số 7. How long did you stay in Da Nang City? Last Friday, since last week, for 3 days, in 3 days. Mời các bạn cho nhanh đáp án của câu số 7 vào hộp trả.
Mới có 4 bản. Đậu bản. Câu này khó à? Thôi, ta xem nào. Mảnh chưa đủ, tấn đúng rồi, tuấn ánh đúng rồi, phương trang đúng rồi, cảnh nguyên đúng rồi, anh hưng chưa đúng, hà anh đúng rồi, tra mỹ đúng rồi, anh hưng chưa đúng, mảnh đúng rồi. Ai giải thích được câu số 7? Mời giơ tay lên. Cảnh toàn chưa đúng, nhưng bạn khác đừng cho đáp án đấy, đừng có chơi chắc ám rồi, cho đáp án sai có sự. Mời bạn mạnh đó. Em cho đáp án nào, vì sao? Em nhận là văn sẻ. Rồi, vì sao? Tại vì đấy là câu hỏi chỉ hỏi đi đi Háo bao lón nhiêu là gì? Câu hỏi hơn háo lón là gì? họ loạn hỏi đi đi như thế nào đi dài À, rồi, không dài phải hẹn như thế ạ nào đâu, không phải như thế nào. thời gian đi. Ta chú ý này. Khi mà người ta bắt chúng ta điền từ để hỏi này này thì chúng ta dựa vào câu trả lời. Khi người ta bắt chúng ta điền bắt chúng ta đưa ra câu trả lời thì ta cứ nhìn vào từ để hỏi. Nhớ chưa cô nè? Vậy từ để hỏi ở đấy là how long? How long là bao lâu? Bao lâu? Hỏi về khoảng thời gian. Anh làm việc ở nhà máy này được bao lâu? Tuần sau bạn có kỳ nghỉ dài bao lâu? Kỳ nghỉ hè của các bạn kéo dài bao lâu? Đấy, thì bao lâu họ sẽ hỏi là how long. Và để trả lời cho how long á, thì trong câu trả lời nhất định sẽ có từ for cộng với khoảng thời gian các bạn ạ. Khoảng thời gian. Nhất định sẽ có for cộng với khoảng thời gian. Khoảng thời gian thì có thể nói có 1 tiếng đấy, an hour. Có thể nói 30 phút đấy, 30 minutes. Có thể 5 năm đấy, 5 years. Có thể 6 tháng hoặc có thể 3 tháng đấy. Có thể 3 ngày đấy, 3 days, vân vân. Nói tóm lại là khoảng thời gian. Đấy, đơn giản thế thôi. Bạn đã ở cái thành phố Đà Nẵng được bao lâu? Trả lời nói là khoảng 3 ngày. Khoảng 3 ngày. Nên là muốn trả lời ấy ạ, tám cần phải đọc cả câu mà ta phải đi tìm keyword thì ta phải nhìn vào đây. Còn để trả lời last Friday, thứ bảy trước, thì đấy là hỏi về thời điểm. Khi muốn hỏi về thời điểm thì câu muốn muốn trả lời về thời điểm thì câu hỏi này phải hỏi là từ when, khi nào. Còn nếu trả lời in 3 days thì đấy là người ta hỏi cho tương lai, chứ không liên quan đến ở trong này. Tao cũng được trả lời như thế mà phải phó còn khoảng thời gian. Vậy thôi. Ta sang câu số 8. We often organize concerts to fund for the poor children, donate, raise, volunteer, grow. Ở cái phần này người ta kiểm tra các bạn về phần từ vựng mà chúng ta đã được học ở trong lớp 7. Trong cái chủ đề đó là hoạt động cộng đồng ấy. Thì bây giờ cô hỏi các bạn một số từ vựng này. Từ poor nghĩa là gì? Poor là gì? Nghèo. À, nghèo. Ta nhớ, để thành công được trong 4 tiếng Anh ngoài ngữ pháp ra, ai nắm được càng nhiều từ vựng thì người đó càng nhiều chiến thắng. Vì vậy trong mỗi buổi học cứ có bất kỳ từ vựng nào ta cô nhắc tới, một là các bạn thích nốt vào, một là các bạn thích nốt vào, hai là các bạn nhớ nhớ đúng đâu. Cô thấy có một bạn vừa chín cô vào học ở lớp 9 là hai bạn nào đấy hay bạn nào thì cô cũng nhớ, nhưng mà nộp cái bài mà cô nói là chụp vở để cô kiểm tra đấy thì cái cách bàn ghi rất là hay, như là bởi vì cô có rất nhiều học sinh đến tại thời điểm nên là cô cũng nhớ để mở ra, nên nó sẽ chiếm nhiều thời gian để mà tìm cái dẫn chứng cho các bạn. Nhưng mà bây giờ cô nói quá như thế này để các bạn có thể học theo cái phương pháp đó để mà học. Thì khi bạn chụp cái vở để cho cô thì cô thấy thứ nhất là những cái nội dung mà cô ghi trong slide mà cô bảo ghi thì bạn đã ghi đầy đủ. Tuy nhiên trên cái vở ghi của bạn bạn có dán thêm cái dây nhớ màu vàng.
Đây, cái ghi nhớ màu vàng, cái ghi nhớ màu vàng của cô thì hết rồi, nhưng cô cũng hãy có cái ghi nhớ như này. Đây, cô có cái quyển như này, cô làm ghi nhớ như này. Vậy trên cái vở ghi của bàn đó, bạn có thêm cái giấy nhớ màu vàng. Bạn dạn lên ở cái bài ghi đó nữa. Rửa là cô nói đến bất kỳ cái vấn đề gì hay, một cái từ vựng nào đó hay, một cái cấu trúc nào đó hay, nói đến một cái vấn đề gì đó hay, bạn đều thích nốt vào cái tờ giấy đó cả. Và bạn dạn lên cái trang đó. Và có thể chụp vào đó là có đến hai ba tờ giấy nhớ ở đi đấy. Cái cách học đó rất là hay, cực kỳ hay luôn, rất là hay các bạn ạ. Đấy. Chứ không phải là khi nào cũng phải là ghi vào một cái giấy bài bản học nghe rồi là cuối cùng hẳn quên. Kể cả bác cô ta học học tiếng Anh vậy mà, học tiếng Anh bác cũng có học những cách rất hay. Và cách hay nhất đó là cứ thích nốt ghi nhớ. Khi bác làm bôi ban ở trên cái tàu để sang Pháp ấy, bác học tiếng Pháp và học cả tiếng Anh, thì mỗi ngày bác đều quy định cho mình mấy từ vựng. Khi làm đó sáng sớm dậy là bác viết trên cái bàn tay của mình đây này, bao nhiêu từ vựng đó kín cái bàn tay của mình, thì vừa làm rảnh một cái, hoặc là khi đi bởi vì tay này bần thì tay này có thể rảnh bác giơ lên và đều đọc. Đó là cái cách học như thế là bác mới nhớ được rất nhanh, bác học được 25 từ tiếng. Và thậm chí ta nói là cái nhược điểm của bác là hút thuốc, đúng không? Bác rất thích hút thuốc. Nhưng mà trong cái việc hút thuốc của bác á, có một cái cả cái giải thoại á, đó là hút thuốc của bác. Trên cái điếu thuốc của bác có những lúc bác viết từ tiếng Anh thế đấy, hút trong một cái điếu thuốc đó bác phải học được một từ từ tiếng Anh. Học như thế các bạn ạ, học mọi nơi mọi lúc. Nên ta để tích lũy được từ vựng thì cứ không phải là cố dạy từ vựng bài bản mà các bạn từ đấy bữa đi 34 phải thuộc. Nếu có những từ cố nói tình cơ thôi mà ta nghe ta nhớ được, thích nốt lại được, sau này ta nhớ được rất lâu. Đấy. Rồi cô học vậy, đi trên đường, ngày xưa cô mới học tiếng Anh cô rất là mệt. Đi trên đường mà cứ thấy bất kỳ cái từ nào mà có tiếng Anh, cô ghi lại. Cô ghi hoặc cô nhớ trong đầu lại. Về nhà cô chạy lại cái quyển từ điển, bây giờ chúng ta từ điển có trực tuyến ở trên mạng thôi chứ ngày xưa nha cô đâu có trên mạng. Nên là cô mua một quyển từ điển, là về nhà cô mở ngay cái từ đó là để kiểm tra xem nó nghĩa là gì và cô nhớ được đâu. Rồi mỗi lúc cô đi ra vườn hoặc gì đó, cô nhìn quan sát cả cái cây trong vườn. Cô này à, bữa đi ta phải học chủ đề để ta học về cái chủ đề là cả cây trong vườn ấy. Thế là cô đưa quyển từ điển ra ngoài vườn. Cô này à, nhìn vào cái ổi này, cái ổi dịch sang tiếng Anh như thế nào. Bắt đầu đọc, cố gắng đọc phát âm. Rồi, rồi cái mít này, cái cam này. Đấy, đi học. Rồi hôm nay xuống nhà bếp nấu ăn cho mẹ. Cô này à, thế bây giờ đừng rảnh rảnh. Vừa nấu ăn ta học cả cái dụng cụ trong nhà bếp ấy. Đó là những cái cách tiệm thú tư vấn một cách chủ động chứ không bị thụ động. Thế là qua đấy là các bạn cùng chú ý cái cách để chúng ta tiếp nhận tư vấn, làm sao lên lớp chị đừng có để bị hỏng tư vấn quá nữa. Rồi trở lại với bài của chúng ta. Poor nghĩa là nghèo, và ngược với cái từ poor này là từ rich. Ta hay nghe cái từ rich kid. Rich kid đã bao giờ nghe rich kid chứ? Rồi Rich kid là gì? có Rich kid là gì vậy? giàu Kid, trẻ kid. À, trẻ em giàu đúng không? Con nhà giàu, rich kid. Con nhà giàu, kid này nó bằng với children, những đứa trẻ. Rich kid là những đứa trẻ con nhà giàu. À. Vậy khi nói poor thì ta nhớ đến rich. Vậy poor children là trẻ em nghèo. Rồi concert nghĩa là gì? buổi hoa nhạc À, hoa buổi nhạc hòa nhạc. Organize. tổ chức buổi Tổ hòa chức, nhạc. đúng rồi, tổ chức buổi hòa nhạc. Fund. It mean money. Money. Tiền hay là quỹ. Vậy chúng ta tổ chức buổi hòa nhạc để gây quỹ, để gây quỹ cho trẻ em nghèo. Mà gây quỹ cho trẻ em nghèo là ta luôn có cái cụm từ đó là raise fund. Raise fund. Raise fund là gây quỹ. Cụm từ cứng luôn các bạn nhé. Còn donate, donate là cống hiến, đó là hiến tặng. Volunteer là tình nguyện, còn grow là trồng. Phần này có giải thích luôn và ta thêm một số từ vựng đó. Thì ở đây ta điền là race. Tiếp theo câu số 9, mời các bạn cho nhanh đáp án vào hộp chat. I to Ho Chi Minh City with my family next week travel will travel travels have traveled. Câu chị cũng khó đâu nhá, cho nhanh đáp án đi.
Khánh Toàn đúng rồi, Hà Ánh, Trà Mỹ, Hà Phương, Mạnh đúng rồi, Cảnh Nguyên chứ đúng, Cảnh Nguyên phần này không nhớ rồi. Văn Huy, Tuấn Anh, Trung Hiếu, Cao Mỹ, Hồng Ngại, Diễn Bảo, Anh Hưng, Tùy Linh đúng rồi, cơ bản là các bạn đã nhớ được. Thì đó, Thùy Dương sai mất rồi, sai mất rồi, Mạnh Tấn sai rồi, quên thi mất rồi. Mạnh Tấn nói cho cô biết nào, trong câu số 9 đâu là từ nhận biệt thị? Không có là lại quick Đúng rồi, này quick thi nào em? là hiện Dưới tại này vẫn quick. thấy Rồi, câu hỏi này quick nghĩa là chí cái nào? là Để tiếng Việt tháng là chí được nào? Hả? Họ nào em đâu nhớ từ vựng đấy, quick mới nó có thẳng được. Next mới nó có trước được. Next quick là chí cả lớp. tương Tương tại tương tại. tới. Rồi bây giờ Tấn nói này, nếu đó là tuần tới thì đó phải là nhận biệt thi nào Tấn? Tương lai Tương lai, nếu mà tương lai thì em phải chọn lại đáp án nào? bảy Đáp án B, đó là do em không nhớ từ vựng Tấn à. Chứ nhớ từ vựng là em làm được liền. Quick là tuần, next là tới. Cứ bất kỳ khi nào có next thì đấy là nhận biệt của tương lai các bạn ạ. Bây giờ nhìn vào ở dưới này, ta thấy nếu ở đấy là đồng từ nhiều bàn cho nó, một số bàn sai là cho nó đáp án A hoặc đáp án D, nó sai. Đây đáp án A này đồng từ nguyên thể thì ở thi nào cả lớp? hiện Đồng tại từ nguyên thể khi nào? Hiện thể đơn. Còn khi nào có will này mới tướng lại đơn này. Đồng từ thế mẹ tờ thi nào? hiện tại Cùng hiện tại đơn luôn, đúng không? Con ừ. has cộng với p2 này hiện đang thanh, ta chưa học. Ta chưa học. Nội hiện đang thanh, chiêm 6 cũng dài cả quan trọng. Rồi, câu số 9. Đến câu này không hề khó này. Một vài bàn đang sai thì ta phải xem lại. Câu số 10. Some volunteer took of children whose parents passed away. Ta chú ý cho cô khi cụm động từ pass away nó bằng với từ die. Die là gì? Ai dễ rồi bị Chết. Từ pass away này người ta dịch là quá đời. Rồi, volunteer là gì? nhạc à của nên âm thanh No, volume thì mình là âm thanh, volunteer mà. Tây Nguyên Viễn Tình nguyện viên, được rồi, tình nguyện viên. Từ thúc này là quá khứ của từ gì? take Take care of các bạn, ta nghe take care of, hay care. không gì? Take care of. Take care of là gì? Nghĩa là gì? Take care of là một cụm từ cứng các bạn ạ. Đây, cô ghi ra luôn này. Cái cụm từ take care of nó bằng với cụm động từ look after. Hai từ này có nghĩa hoàn toàn giống nhau, nghĩa của nó là chăm sóc. Chăm sóc. Một số tình nguyện viên đã chăm sóc những đứa trẻ người mà có bố mẹ đã qua đời. Nên ở đây ta phải chọn đáp án C. Thích theo. Câu số 11. Người ta lại bắt các bạn điên từ để hỏi. Rồi, mời các bạn cho đáp án vào hộp chat. Câu này đối với những bạn học rồi, cô rồi thì cô đã nói cái cách để làm câu điên từ để hỏi rồi đấy. Nào, mời các bạn cho đáp án câu số 11. Những cái gì cô ghi ra như thế này là ta ghi vào vở nhá. Ghi vào vở nè. Chừa bài nói là chừa bài nhưng mà để chúng ta học ngữ pháp trong bài thi. Văn Huy đúng rồi, Tuấn Anh, Hà Anh đúng rồi, Phương Trang chưa đúng, Hà Phương, Trung Hiệu, Mạnh đúng rồi, Cảnh Nguyên chưa đúng, Thủy Linh đúng rồi, Anh Hưng chưa đúng, Trần Hưng đúng rồi, Cáo Mỹ đúng rồi, Trà Mỹ đúng rồi, một số bạn khác là vẫn tùy phát biểu này. Ai giải thích được câu số 11 mời giờ này lên. Quay đi quay lại có mấy bạn nào. Như cô gọi cái người trả lời đúng đi. Mời bạn Cáo Mỹ. Em chọn đáp án nào.
Em được rồi, em cho nó bán á. Rồi vì sao? Em dựa vào đâu để mà cho nó bán á? Dựa vào đâu? Một đấy là từ gì đấy? Phải phải gì À toái ở dưới, đúng rồi. Rồi có hỏi cái từ mà đá điên đó là loài từ gì đấy cả, gặp anh em. giờ câu hỏi Từ để, để hỏi từ để hỏi, đúng không? Nó dạ. đứng đầu câu hỏi. Muốn điền từ để hỏi trong câu hỏi thì ta luôn luôn dựa vào câu trả lời. Rồi câu hỏi hào phân nghĩa là gì? Có thương không? Bất kỳ khi nào câu trả lời mà có nhận biết của thì hiện đại đất, twice a year, twice a week, đấy là nhận biết hiện đại đất. Cứ trong câu trả lời mà có nhận biết của thì hiện đại đất thì từ để hỏi luôn luôn là hào phân. Nhận biết của thi hiện tại đơn cô đã dạy có ba ý. Nhận biết thi hiện tại đơn cô dạy là đã có ba ý. Ý thứ nhất đó là có trạng từ tần suất. Cứ khi nào có trạng từ tần suất như là always, always, usually, usually. Đấy, vân vân. Có trạng từ tần suất thì đó là nhận biết thi hiện tại đơn. Thứ hai nữa, đó là trạng từ chỉ số lần. Chỉ số lần thì là once, once, một lần. Hai lần là twice. Ba lần là three times, three times. Rồi sau đó cộng với khoảng thời gian a year, a week, a month gì đó thì đó cũng là nhận biết hiện tại đơn. Cái thứ ba nhận biết của hiện tại đơn nữa là bắt đầu bằng every, sau đó cộng với danh từ chỉ thời gian, ví dụ every day, every day, every month, rồi every year, every year. Đây, nhận biết của hiện tại đơn là có ba ý như thế. Cứ trong câu trả lời có nhận biết của hiện tại đơn thì từ để hỏi luôn luôn là how often, có thường không? À, cái lễ hội này có thường được tổ chức không? Thì nó là hai lần trong một năm. Có nó có bàn nhâm về how far. Anh cho nó bạn how far. Far là xa cơ mà. Xa thì là ta ở câu trả lời lâu nắm mà có khoảng cách đâu mà điền how far được. Ở câu trả lời là hai lần một năm mà. Thì đâu liên quan gì đến how far. Đúng không? Không phải là ba xá. Thì khi nào thấy km, mét gì đó thì ta sẽ đặt câu trả câu hỏi là học phá. Còn có bạn nó vẫn dùng how long. How long khi này cô nói rồi. Này cô nói đến này rồi. Để trả lời cho how long thì câu trả lời phải có for còn khoảng thời gian. Mà đấy câu trả lời ở đấy có for còn khoảng thời gian nó mới dùng how long. Đúng không? Còn how much. How much thì nó có hai cách hỏi. Một là hỏi về số lượng cộng với danh từ không đếm được đằng sau á. Ví dụ có bao nhiêu nước, bao nhiêu cà phê, bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo gì đó. Người ta dùng how much. Thì ở đấy phải trả lời số lượng. Cái thứ hai nữa là họ hỏi về số tiền, giá tiền. Thì có how much, còn to be, còn chủ ngữ. Ví dụ cái sách này bao nhiêu thì sau này phải có giá cả. Sau này không hề thấy giá cả, không hề thấy số lượng thì ta không được điền how much. Đây. Nên có nhắc lại một lần nữa. Muốn điền từ để hỏi, ta phải quan sát vào phần câu trả lời. Để từ câu trả lời ta suy luận ra được. Đã điên từ để hỏi nào cho hợp lý. Rồi câu số 12. Now there is only one cinema in the town, but there are five. Ở trong này câu 12 này người ta kiểm tra các bạn về cái cấu trúc yếu đờ tù. Cấu trúc yếu đờ tù. Ta nhớ cho câu này. Chủ ngữ mà cộng ngay yếu đờ tù thì sau đó cộng. Sau đó cộng động từ nguyên thể hoặc là động từ nguyên thể. Con ghép cộng yếu đa tố thì sau đó cộng động từ thế bính hoặc danh từ. Bí yếu đa tố thì sau đó cộng động từ thế bính hoặc danh từ. Nhưng ở đấy người ta không kiểm tra ở đằng sau mà người ta đang kiểm tra là ta sử dụng cấu trúc yếu đa tố. Ghép yếu đa tố hay là bí yếu đa tố. Yếu đa tố thì dùng để diễn tả một hành động, một sự việc thường xảy ra tồn tại trong quá khứ mà hiện tại không còn nữa. Còn bí yếu đất tú là dùng để diễn tả một thói quen lâu dài. Ví dụ người Việt Nam thì quen ăn cơm bằng đũa. Người Việt Nam thì quen đi phía bên phải. Thì ta dùng bí yếu đất tú. Còn ghét yếu đất tú thì dùng để diễn tả bắt đầu một thói quen. Ví dụ anh ấy bắt đầu quen với việc đi bên phải. Thì ta dùng ghét yếu đất tú. Và sáu yếu đất tú thì phải có động từ hoặc danh từ. Còn không có là không được. Cái này dễ rồi. Ở đấy sau ý đứa tú này không thấy động từ danh từ vứt. Đây cũng thấy động từ danh từ gì đó vứt. Đấy chỉ có đấy động từ danh từ. Nên ta chọn đáp án A.
Đoạn đáp án A. Và diễn tả một cái sự việc tồn tại trong quá khứ mà hiện tại không còn nữa. Đây, bây giờ chỉ có một cái rạp chiếu phim ở trong thị trấn, nhưng trước đấy đã từng có năm cái. Đó, tức là sự vật, sự việc tồn tại trong quá khứ mà hiện tại không còn nữa. Thì cậu này em sáu sáng lớp 8 thì cô sẽ dạy kỳ hơn chứ các bạn về phần yếu đất tục. Câu 13. I really enjoy this good film. It's a bit frightening. Rồi câu hỏi what Vietnamese nghĩa là gì? Nói về từ ghost đó. Ghost. Mà À má. Con má. Một ghost phim là gì? phim mà À phim má. À, phim má. Rồi. Frightening. Vậy cái tính từ miêu tả cho ghost phim sẽ là frightening. Ta suy nghĩ là đi. sợ hãi Sợ à, ai sợ mà hãi đúng không? Liên quan đến má thì sợ hãi. Enjoy. thích Đấy. À thích. Rửa bây giờ ta sẽ cho các bạn ăn. Bên này thì thích này, bên này thì sợ hãi. Với hai cái này ngược nhau về trường nghiệp thì ta cho là bạn đó. C. À đáp án C. C. Mặc dù đúng không? Tôi rất là thích phim má, mặc dù nó thì rất là sợ hãi. Con này rửa các cái thứ con lại thì tại sao không chọn gỗ đúng không? Thì bây giờ ta lập luận như sau này. Inspire nghĩa của nó bằng với ôn dầu. Cả hai từ này có cùng nghĩa là mặc dù. Tuy nhiên sau ôn dầu thì cộng với mệnh đề, còn sau inspire là cộng với cụm từ. Mệnh đề là gì? Mệnh đề thì bao gồm phải có chủ ngữ cộng động từ thì mới gọi là mệnh đề. Còn sau inspire chỉ có một cụm từ thôi, mà cụm từ đó thì có thể là cụm danh từ hoặc cụm động từ thế bính. Rửa thì bây giờ ta quan sát đấy, ta thấy có ít là chủ ngữ, to be là động từ rồi thì đấy là mệnh đề rồi, nên inspire không được dùng ở trong câu này. Tương tự như vậy, nếu sau be got thì ta cộng mệnh đề, nhưng mà sau be got of cũng phải cộng cụm từ. Nó phải cộng cụm từ, không bao giờ cộng với mệnh đề. Nên ở trên này ra mệnh đề ta cùng loại. Không cần dịch nghĩa là ta đã loại được rồi. Còn tiếp theo là đặc điểm của từ however. However nghĩa của nó là tuy nhiên. Nó dùng để nối hai câu với nhau. Còn cả đấy là một câu của hai mệnh đề thôi. Vì nó nối hai câu với nhau nên nó đứng sáu dấu chấm và đứng trước dấu phẩy thì mới được xuất hiện however. Chẳng tha ở đây có dấu chấm này, ở đây có dấu phẩy này thì mới được xuất hiện however. Vì mới được là hai câu, còn đấy không hề có chấm phẩy thì không bao giờ được dùng however nên ta loại. Nên trước cần dịch nghĩa thì ta đã loại được đáp án A, B và D rồi. Sáng lớp 9 thì các bạn được phần này cô ôn rất là kỹ để chúng ta làm xử lý các dạng bài tập của ôn thi của lớp 10. Hoặc câu số 14. It's mean with the final semester result satisfying be satisfying. Ta chửi như cô này. Đấy là động từ to be. Sáu động từ to be, chủ ngữ mà còn động từ to be. Nếu không phải là thi hiện tại tiếp diễn á, ở đấy chắc chắn đấy không phải là thi hiện tại tiếp diễn, thì đấy là tịnh từ cộng với tịnh từ. Tịnh từ thì ta chú ý nếu ở dưới mà có động từ thêm đuôi ing thì sẽ có động từ thêm đuôi ed. Vậy có cái loài tịnh từ đó là một gốc hai đuôi, có lúc nó sẽ là đuôi ed, có lúc nó sẽ là đuôi ing, thì ta phải làm như thế nào? Ta chú ý này, đối với tính từ thêm đuôi ed thì dùng nó để dùng miêu tả biểu cảm của con người. Còn tính từ mà thêm đuôi ing thì dùng dùng để miêu tả tính chất của vật. Rửa bây giờ ta xem xét ở đây mình là chỉ người. Mà đã chỉ người thì đấy sẽ nói về biểu cảm của người. Mà biểu cảm của người ta dùng tính từ đó là thêm đuôi ed. Ê, năm ngoái ở một phần nhỏ ở trong bài là cô đã dạy phần này rồi, cô hoặc là cô Trâm đã dạy phần này rồi. Ở trong bài là có. Mình thì hài lòng với, mình có hài lòng với cái kết quả cái cuối năm của cậu ấy không? We to Flower Festival in Đà Nẵng last year. Đối với cái câu này last year là nhận biết thi nào cả lớp?
quá khứ đơn. À, quá khứ đơn. Thì ở dưới này động từ nó đã thể hiện quá khứ đơn thôi, nên ta chả có liên quan gì đến đến cái việc nhận biệt thi nữa cả. Tất cả cái này đều quá khứ đơn rồi. Nhưng ở đấy mục đích của họ đó là kiểm tra các bạn về loại từ, về hiểu về động từ. Từ quen nghĩa là gì? Từ quán mà từ đi. À đi, đúng rồi, arrive. Đi. Đi. Arrive là đến. Sáu arrive các bạn ạ, là nó có hai giới từ, một là arrive in, hai là arrive at. Nếu đến địa điểm lớn ta dùng arrive in, nếu đến địa điểm nhỏ cụ thể ta dùng arrive at. Còn describe, describe có ai biết describe là chứ? Describe là miêu tả. Miêu tả thì phải là miêu tả cái gì đó. Sau describe không bao giờ có một giới từ nào cả, mà sau nó còng ngay tân ngữ. Miêu tả cái gì? Tân ngữ này là cái gì? Hoặc là miêu tả ai? What là gì? Xem. À, xem. Xem thì cũng vậy, xem cái gì? Nên đằng sau nó không hề có một cái giới từ nào cả, mà sau nó phải tân ngữ. Ví dụ xem phim, rồi là xem hoạt hình, hay xem tivi, vân vân. Nên đằng sau đó còng ngay tân ngữ. Dựa vào các đặc điểm đó chọn ngay đáp án nào. Chọn ngay đáp án nào. Ấy. À, chọn ấy. Tại sao không chọn biết? Tại vì Mỹ nó phải đi theo giới từ ấy À, nữa. ý nữa. Nhưng mà tên này giới từ gì nữa? Tú. Đúng, nên là loài nè. Rồi, tại sao không chọn xí? Tí phiền công với tận ngư mà câu À, hỏi sáu này xí không không bao giờ phù có giới từ, mà từ dưng đấy có giới từ loài, đúng không? Tương tự như vậy, sáu đi phải cầm ngay tấn ngữ, mà từ dưng đấy có giới từ loài. Đây, ta hiểu được bản chất như thế thì ta sẽ loại được ba cái đáp án này và chọn đáp án này. Đi đâu đó thì ta dùng go to, quá khứ của nó là went to. Chúng tôi đã đến cái lễ hội hoa ở Đà Lạt năm ngoái. Đó. Câu số 16, mời các bạn cho đáp án vào hộp chat. My brother and I often come to school foot at in by on. Câu đi cùng không quá khó. Tạm bàn cho các bạn thôi. À, mảnh, đúng rồi. Thủy Linh, Hà Ánh, Trà Mỹ, Phương Trang, Cao Mỹ, đúng rồi. Trần Hưng chưa đúng. Tuấn Anh, Khánh Toàn, đúng rồi. Hà Phương chưa đúng. Anh Hưng chưa đúng. À, Văn Huy chưa đúng. Một số bạn khác rất là ít tích cực. Cảnh Nguyên, đúng rồi. À, Nhi chưa đúng. Văn Huy chưa đúng. Ai giải thích được câu số 16, mời giơ tay lên. Ờ, trúng hiểu, đúng rồi. Ai giải thích được câu số 16? Có hai bạn à? Có hai bạn. Rồi, bây giờ cô gọi nhé. Mời bạn Cáo Mỹ. Mời bạn Cáo Mỹ. Em chọn là bạn nào? Bật mình đi em. Em thưa cô, em cho nó bán dễ. Rồi, em dựa vào đâu để cho nó bạn gì? Thưa cô, em vừa vào tư phụ. À, rồi, rửa cái cụm từ on food nghĩa là gì? Ở phụ là đi bầu. Chính xác, nó rất là tốt. Vậy mà tôi nói cho tay mới giải thích. Khi chúng ta học về cái phương tiện cũng các bạn ạ. Đi đâu bằng phương tiện gì? Thì ta thường dùng từ gấu là một, gấu là đi. Có lúc dùng từ get được cũng là đi. Cũng có thể dùng từ travel là cũng là đi. Đi đến đâu đó là cộng với tú, sau đó sẽ cộng với tú, rồi sau đó cộng địa điểm, cộng địa điểm đi đến đâu đó và bằng phương tiện gì thì sau đó cộng với bái, cộng với phương tiện. Ví dụ đi học bằng xe đạp thì go to school by bike, rồi đi làm việc bằng xe hơi thì là go to work by car. Ôi,
đi đến sân bay bằng xe buýt, ví dụ travel to airport by bus. Đây, cứ cộng bãi cộng phương tiện. Tuy nhiên khi nói đi bộ đến đâu đó, khi nói đi bộ đến đâu đó thì người ta không dùng go hay get to travel này cả, mà người ta sẽ dùng từ walk, walk to, cộng động từ cộng to cộng địa điểm là được. Cứ walk to cộng với địa điểm là được. Ví dụ là I walk to school, tôi đi bộ đến trường. Nhưng mà có người vẫn không muốn chuyển đi walk, vẫn muốn để nguyên như thế này thì sau đó không dùng bãi, mà người ta sẽ dùng on còn foot. On còn foot thì bằng với đi bộ. Vậy go to school on foot thì cũng bằng với walk to school. Hay là get to work on foot thì cũng bằng với là walk to work. Hoặc là travel to airport on foot thì cũng bằng với là walk to airport. Đây, airport. Thì ta nhớ cho cô. Một là walk to cộng địa điểm cùng bằng với go to cộng địa điểm cộng với on foot, chứ không dùng là by foot. Đó, được thôi. Anh trai tôi và tôi thường đi học đi bộ đó, bằng chân. Foot là chân thì bằng chân là đi bộ. Rồi câu tiếp theo. No one in town the class is than her. Good, better, gooder, well. Câu 17. Câu này khó, không khó lắm. Có bảo bạn à? Quên mất rồi à? À hai anh Trà Mỹ, Phương Trang, Mạnh Tấn. Đúng rồi. Cảnh Nguyên chưa đúng. Trần Hưng chưa đúng. Tuấn Ánh chưa đúng. Cậu đi quên rồi. Câu 6 phải dài lại chuyến đề này. Bảo án chưa đúng. Cáo Mỹ đúng rồi. Chưa đúng. Tuấn Anh chưa được. Rồi ta chú ý câu số 17. Câu số 17. Ta thấy có từ ghém đấy là dạng gì cả lớp? Biểu hiện của chuyến đề ngữ pháp gì? So sánh À so sánh. So sánh gì? so À so sánh hơn. So sánh hơn của tính từ ta có công thức như sau. Chủ ngữ một này, cộng với to be này, cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Tính từ ở dạng so sánh hơn thì người ta chia thành hai dạng. Dạng thứ nhất đó là tính từ ngắn. Nếu tính từ ngắn thì ta thêm đuôi. Đuôi gì? đưa Er. Er. error. Đúng không? Đuôi er. Còn nếu tính từ dài thì ta thêm gì? Mò À thêm mó đằng trước. Mó đằng trước tính từ. Rồi sau đó phải cộng với từ nào? ghen À cộng với từ gen. Và cộng với tấn ngữ hai. Còn với tấn ngữ hai thì đó là chính là khi ta thấy từ gen này thì ta phải nhận diện cho cô được đấy là nhận biết của so sánh hơn. Và khi đó ta quan sát vào tính từ xem thử nó ngắn hay dài. Nếu nó ngắn thì ta thêm er, nếu nó dài ta thêm mó đằng trước thì thêm er thì đằng sau. Khi thêm er thông thường ta thêm er là được. Tuy nhiên có một số tính từ bất quy tắc. Nếu ta thấy có từ good là tốt thì khi muốn so sánh hơn của nó thì ta lại bật quy tắc, nó không hay chuyển, không thêm error gì cả, mà ta phải chuyển thành better là tốt hơn. Còn khi muốn so sánh nhất thì thành là the best. Đó. Rồi cái từ thứ hai đó là từ bad, kém, là một từ bất quy tắc. Khi nói kém hơn, khi nói kém hơn, nói kém hơn thì phải là worse, worse kém hơn. Và nói so sánh nhất của nó là worst, worst. Đó là bật quy tắc. Vậy ở đây vậy ta đã thấy rén rồi thì so sánh hơn. So sánh hơn không để từ good nguyên nữa. Và từ này bật quy tắc nên không thể dùng gooder, không dùng well mà để chính là better. Đó. Nên một số bạn đáp án sai là nhớ quên mất công thức rồi. Quên mất. Ta sang câu số 18. Đấy là tình huống giao tiếp giữa hai nhân vật. Nhân vật A mới nói là Do you need any help? Cái trả lời help là gì cả lời? Được. À giúp đỡ đúng không? Bạn có cần sự giúp đỡ nào không?
Thì kết sẽ trả lời thế nào? I'm sorry, I'm busy. Có được không? Không. Không. À, xin lỗi tôi bận. Người ta đang hỏi là cô cần giúp đỡ thì mình phải nói thế nào chứ, tự dưng xin lỗi tôi bận là không ổn. No thanks, I can manage. Không, cảm ơn. À không, tôi cảm ơn. Tôi có thể Có làm được được. không? Có được không? Có được không? Được, được, Được. được. À được, người ta hỏi có cần giúp đỡ nào không thì mình phải một là trả lời có, hai là trả lời không thôi. Nhưng mà người ta đang gửi để giúp đỡ mình thì mình phải cảm ơn người ta. Nên ở đây câu này là người ta không cần, nhưng mà phần là phải nói cảm ơn. No thanks, I can manage. À, không cảm ơn, tôi có thể xoay sở được, tôi tự làm được. À, tự dưng nói là I haven't got a clue, tôi không có một người chả liên quan gì đến câu hỏi đến cả. That's fine by me, nó thì ổn với tôi. Không được cái này cũng trả lời như thế được. Đó. Câu tiếp theo. His jacket is almost the same color mine with S2 for. Mời các bạn cho nhanh đáp án vào hộp trả. Đấy là phần kiến thức cơ bản trong chương trình tiếng Anh 7. Đó. Mạnh đúng rồi, Tấn đúng rồi, Cảnh Nguyễn chưa đúng, Trần Hứng chưa đúng, Cáo Mỹ đúng rồi, Khánh Toàn chưa đúng, nhưng bạn khác nữa một rồi, Văn Huy đúng rồi, Nhí đúng rồi, Phương Tráng đúng rồi. Ai giải thích được câu số 19? Câu 18 là đáp án B. Ai giải thích được câu số 19? Mời bạn Mạnh Tấn, em cho đáp án nào. Có làm cho nó bất người Rồi, vì sao? có là có giá sền À, đúng rồi. Cứ có the same thì đằng sau đó phải có S. Ta đã học một cái chuyến, cái phần closer lúc tú nói về so sánh. Các cái loại so sánh thì gồm có so sánh khác, so sánh rộng, rồi so sánh bằng. Đấy. Đối với so sánh rộng á, thì sẽ có là chủ ngữ một này, cộng với to be này, cộng với the same, cộng the same. Thì sau đó cộng với danh từ và cộng với S, cộng với tấn ngữ hán rộng cái gì đó. À, khi nào ta thấy giờ C thường sau nó có danh từ, sau danh từ cộng với S là rộng với. Con muốn nói khác với thì ở đấy sẽ có different from, different from. À, cái áo khoác của anh ấy thì rộng màu với cái áo của tôi, nên là này ta dùng S. Câu số 20. If you want to wait, you should follow a lower fat diet. Câu hỏi wait nghĩa là gì? Ta chửi cho cô. Khỏi từ này này, wait và từ wait. Nếu từ wait mà không có tơ ở cuối ấy, thì đấy là động từ cấn. Cấn ái đó, cấn cái gì đó. Còn từ wait có tơ thì đó là danh từ cân nặng. Cân nặng. You should follow a lower fat diet. Có bạn nào biết từ diet không? Nghĩa là gì? Ăn kiến À, ăn kiêng đúng rồi. Vứt từ tơ này là thành chế, thêm từ tơ nữa là thành chế độ ăn kiêng. Rồi nếu bạn muốn, vậy muốn như thế nào? Muốn thế nào mà phải ăn kiêng? Muốn thế muốn nào giảm cân? cân. À, muốn giảm cân. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn cần ăn cái chế độ ăn kiêng là ít béo. Vậy nếu có từ gain này này, từ gain này là đạt, đấy là tăng cân, nên gain weight là tăng cân. Put on này là mặc, cách này không dùng ở đấy được. Từ loss là mất, vậy mất cái cân đi thì ta dùng là loss weight. Nên ở đây ta chọn đáp án là A. Loss weight là giảm cân, cái cụm từ loss weight, giảm cân. Câu số 21. Câu 21 là cô đã dạy 2 buổi cho các bạn về phần này rồi. Mời các bạn cho đáp án vào hộp trả.
Trần hứng chưa đủ, Mạnh đúng rồi, Anh Hưng đúng rồi, Khánh Toàn chưa đúng, Cảnh Nguyên đúng rồi, Phương Trang đúng rồi, Lan Phương đúng rồi, Thủy Linh đâu có gửi em đi không? Tuấn Anh chưa đúng, Văn Huy chưa đúng, Hồng Diễn Bảo đúng rồi, Mạnh Tấn đúng rồi. Ai giải thi từ câu này nào? Mời bạn mời bạn Phương Trác, em cho đặt bạn nào vì sao? Được rồi, em cho nó ăn sẻ. Rồi vì sao? Em đã có vi cậu ra ra câu hỏi. Ừ, thế đi nè đi à. Rồi, bây giờ câu hỏi này, từ rice là loại từ gì? Rice. Không đem được. Rice Đúng. là danh từ không đếm được, đúng rồi. Có đi được với rice không Phương? Nhớ không? Vì sao? Vì là ở không đem được. Nghĩa là chi? Một. Một, một có bao giờ đi với danh từ không đếm được không? Không bao giờ đúng không? Danh từ không đếm được là một danh từ trừu tượng, hoặc chúng ta không thể đếm được, mà không thể đếm được thì nó bao giờ có một hai gì cả, nên nó không bao giờ có ấn vào trong. Câu hỏi tiếp, mẹ đi có đi được với từ rái không? Được không? Vì sao? Vì là mày này là dành cho sinh nhiêu. Mẹ đi phải cộng với danh từ số nhiều, mẹ đi nó nằm ở bờ trên đúng không, nó còn phải đánh từ số nhiều. Con lại sắm với em ý thì sắm có được xuất hiện đóng trường hợp nào? Biết không? Vì sao? Vì để là cậu Đi vận. đừng. Rồi, rồi sắm xuất hiện trong câu chứ? Không, cậu khẳng định. Đúng rồi. Đó. Ở đấy người ta thử gặp bàn về tính từ định lượng và mạo từ ấn. Đối với tính từ định lượng thì ta đã học rồi. Cô đã chia một cái, có một cái tía rồi, ở bờ trên của tía đó là các cái tính từ định lượng cộng với danh từ số nhiều, ở bờ dưới của tía là cộng các danh từ định, các tính từ định lượng cộng với danh từ không đếm được, riêng cái từ mẹ ní thì chỉ cộng được với danh từ số nhiều nên không đi với từ rice. Con em ní và sắm thì cộng được cả danh từ số nhiều cả danh từ không đếm được, tuy nhiên đặc điểm của nó, em ní thì xuất hiện trong câu hỏi hoặc câu phủ định, con sắm thì xuất hiện trong câu khẳng định. Vậy ở đây đã chọn đáp án là C, em ní, bởi vì là câu hỏi. Câu số 10, câu 22. Các bạn cho thật nhanh các bạn. There is a new restaurant around the corner. The corner. Ở đây phải có N này mới đúng. Chưa bị có. Rồi mới đúng nè. Let's there for lunch. Girls go, going, went. Cậu nhìn tướng đổi về mà đứng nghỉ bàn trả lời này. Năm bàn rồi. Có thể lượt tá ít bàn tướng cả quạ. Nhưng mà nghĩ câu trả lời là có chậm đấy cả rồi. Rồi, câu số 22. Câu số 22. Lam Phương. Đúng rồi. Mạnh Tấn chưa đúng. Tuấn Anh chưa đúng. Văn Huy chưa đúng. Anh Hưng đúng rồi. Mạnh đúng rồi. Cảnh Nguyên đúng rồi. Phương Trang chưa đúng. Anh chưa đúng. Trần Hưng đúng rồi. Bảo Ám đúng rồi. Đấy, câu này vẫn là còn nhiều bàn sai, chứng tỏ là tá vật cứ quên. Tra mí chưa đúng. Câu 22. Anh đúng rồi. Ai giải thích được câu 22 đó? Câu 22. Mời bạn bảo án đó. Em cho đáp án nào. Bảo án. Bật mic chép. Em thua cố đó, cho nó ban bế. Rồi vì em dựa vào đâu để cho nó bên bếp? Đi làm dừa bao đó. Nó dừa lẹp. Đúng rồi, dựa vào từ less. Ta rất là hay nghe let's go, let's go, let's go, let's do it, let's do it, đúng không? Rất hay nghe cái cụm từ đó. Tại mà nằm không áp dụng không?
go. Đi nào. Tớ nhớ cho cô này, cứ bất kỳ khi nào thấy từ led thì laser này này, cái laser này này. Laser này thực tế của nó ra nó bằng với là led earth. Mà earth là tấn ngừ. Nên 6 led thì cộng tấn ngừ. Và cộng 6 nó luôn luôn cộng với một đồng tư nguyên thể. Nguyên thể. Dịch ra là chúng ta hãy làm gì đó. Chúng ta hãy. Vừa hãy. Nên là cứ thấy led xuất hiện, đồng tư 6 nó luôn luôn nguyên thể. Có một cái nhà hàng mới ở cái đằng góc kia, chúng ta hãy đến đó cho để ăn trưa đi. Câu câu tiếp theo. The school year usually on September 5 every year. Rồi, mời các bạn cho đáp án của câu 23. Begins and finishes originate. Bởi có một bảng đã nhìn vào cả câu trên để hiểu nghĩa nữa là ra bởi ba bảng cảnh nguyên phương trang lan phương đúng cả, chỉ cần nhìn vào cái đấy này là ra rồi. À anh đúng rồi, Tuấn Anh đúng rồi, bảo án chưa. Văn Huy đúng rồi. September 5 là gì cả lớp? Hả? September 5 là gì? September 5 là gì? Mười năm tháng Bao chín. giờ À ngày mùng 5 tháng 9 nữa. Ngày mùng 5 tháng 9 thì như thế nào đấy? Năm học như nào? năm học mới, năm học À mở năm học bắt đầu hay kết thúc? đâu À đâu mới bắt bắt đầu đầu. đâu Rồi bắt đầu là từ gì? À begins begin. begins Begin là bắt đầu. Còn từ end này này, nó bằng với từ finish. Nhá, end bằng với finish nghĩa là gì? kết thúc. À, kết thúc. Còn cái từ begin nó bằng với từ từ chín nữa nè. Quá nhớ. À, đúng rồi, bằng với từ start, bắt đầu. Còn từ originate này là bắt nguồn. Bắt nguồn từ đâu? Người ta thường nói về lịch sử. Ví dụ cái trường này bắt nguồn từ gì đó. Thì người ta mới sử dụng là originate. Này, nên câu này ta kết hợp một là sẽ dựa vào này này rồi sau đó đoạn nghĩa cả, dịch nghĩa cả từ ra là nó ra. Khi năm học luôn luôn bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 9 hàng năm. Câu số 24. I'm going on holiday tomorrow night. Hai nhân vật đang nói chuyện với nhau. Nhân vật A mới nói là tôi sẽ có một kỳ nghỉ vào vào tối mai. Thì nhân vật B sẽ chốc tới. Vậy nếu mà chúc thì đáp án nào là chúc? Đáp án nào cả lớp? À, đáp án B. Have a good time. Chúc bạn có thời... Chúc bạn vui vẻ nhỉ? À. Chứ từ đứng người ta nói là ngày mai tôi đi có kỳ nghỉ thì nói be careful, cẩn thận nhá. À, không ổn nữa. Từ đứng người nói là I don't think so. Tôi không nghĩ như thế. Ở xuống. Chắc chắn thế. Thì cũng phải. Mà đoạn này là người ta thông báo đi nghỉ thì mình chúc vui vẻ thế thôi. Từ câu 25 đến câu 28 là mỗi câu người ta cho bốn gạch chấm, trong đó có một gạch chấm là lỗi sai của câu, một gạch chấm là lỗi sai của câu. Rồi bây giờ mời các bạn cho đáp án câu số 25, đâu là lỗi sai của câu. Nhớ là họ đảo ấy nhá. When try visit words trên này nó đảo. Cảnh Nguyên chưa đừng, anh Tuấn Anh đúng rồi, Mạnh Tấn đúng rồi, Trung Hiểu đúng rồi, Mạnh đúng rồi, Khánh Toàn chưa đúng, Hà Anh đúng rồi, anh Hưng chưa đúng, Cảnh Nguyên đúng rồi. Ai giải thích được câu 25? Ai sửa lại được câu 25? Mời giơ tay lên. Ai sửa lại được? Mời bạn Mạnh Tấn. Em chọn đáp án nào sai?
Một đấy. Anh được cổ làm nhà sĩ. Rồi, sẽ em sửa lại thế nào? Cổ là gì chứ? Vì giết như thế nào? Chưa sửa được, tìm được lời trả mà chưa sửa được. Rồi, bơi bàn Ánh Tuấn. Lời trả ở đâu em? Em có làm vị visit Rồi, em sửa thế nào? em sử dụng bàn Hoàn để nguyên như thế chữa cho được, ai sửa được? À, anh sửa đúng rồi. Trúng hiểu có sửa được không? nhớ phòng. À, anh đâu, em sửa thế nào? Thế mấy của em nói không, bây giờ cũng sửa đi, sửa điện thoại được à? Ta chửi này, ở đây worst này, ở trái này, khi cô ấy là một đứa trẻ, vậy đấy là thời điểm hiện tại, quá khứ hay tương lai hả? Quá khứ. À, quá khứ. Quá khứ thì động từ phải chia quá khứ đơn chứ, mà đấy đấy thế mẹ nó thành hiện tại đơn mất rồi, là sai. Vậy đứa với quá khứ thì ta phải thêm gì? Ê đấy. À, phải thêm mẹ đấy. Đây, cô ấy đã đến thăm Hà Long khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Nếu ở đấy từ visit này sáng rồi chuyển thành visit tịch mới được. Rồi, doing more exercise and eat more fresh food and vegetable. Ta chủ yêu cô này có từ em này, em and khi đã dùng từ em là người ta sẽ liệt kê các loài từ nó bằng nó độc lập, nó rộng nhau, nó rộng từ từ loài nhau. Vậy ở đấy bắt đầu bằng doing rồi, từ dưỡng sau én lại là động từ nguyên thể là sai, nó phải bằng nhau. Nó phải bằng nhau. Mà ở đấy không thể dùng đuối ở ở trước được, và cấu này là cấu mệnh lệnh. Cấu mệnh lệnh thì các động từ nó phải ở dạng nguyên thể, nó phải ở dạng nguyên thể, nên dạng nguyên thể của từ đuối phải là đu. Vì vậy sai ở đây là sai đuối, ta chuyển thành đu. Cấu này hơi khó, cấu này hơi khó, hơi khó là cái chỗ là không biết là chuyển ít thành ít tính hay là chuyển đu thành đuối, nhưng ở đây phải chuyển đuối thành đu, bởi vì đấy là cấu mệnh lệnh và nó bằng với đứa sáu, chứ không thể để như vậy được. Would you like any use for lunch? Ở câu này thì vẫn là câu hỏi, đúng không? Vẫn là câu hỏi. Rửa là nhiều bạn này, câu hỏi thì có em đi là được được rồi, nhưng không phải. Câu này dù kết thúc bằng dấu chấm hỏi nhưng mà có cụm từ would you like, thì mục đích của nó không dùng để hỏi. Mục đích của nó không dùng để hỏi, mà mục đích ở đây là dùng để mời người nào đó, gợi ý, đề nghị người nào đó làm gì, tức là mời, cấu lời mời. Vậy cấu lời mời thì người ta không không sử dụng any, any chỉ sử dụng trong câu hỏi hoặc là cấu phủ định thôi. Còn cấu này không có mục đích hỏi thì người ta không không sử dụng any ở đấy, và thay thế cho any chính là vẫn dùng từ sau. Đi thì học sinh giỏi hỏi lừa cái chỗ này, nhưng tuy nhiên các bạn học sinh giỏi được 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 cảnh báo trước nên là hầu như không bị sai. Tiếp tục sang câu số 28. In spite of the weather was bad, he had a good time. Lúc này ta học về in spite of rồi. In spite of nghĩa là gì cơ lực? Mặc dù À, mặc dù băng về ôn dầu. Đặc điểm của in spite of là sao, nó cong một cái chít. Nó ánh nhớ hình. Đây, nên là thích nốt thân quan trọng lắm. Ghi chủ vẫn quan trọng lắm. Khi này cố ghi cố nói trên rồi mà các bạn ghi chủ thì bây giờ hỏi lại là nhớ ngay. Lúc này ta đang học giữa đang, 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 ta học liên quan đến cái đoạn này. Ok. Một đây nào. Đây. Đây. Inspire vừa gặp trên đây đấy.
Có cố nói rồi, nó tướng đương với mặc dù ôn dầu đều có nghĩa mặc dù cả. Nhưng mà mặc dù sáu ôn dầu thì sẽ cộng với mệnh đề, tức là chủ ngữ cộng động từ. Còn sáu in chấp bái hợp thì phải cộng cụm từ, tuyệt đối không được cộng mệnh đề. Nó phải cộng cụm từ, một là cụm danh từ hoặc hai là cụm động từ bắt đầu bằng động từ thế mới mới được. Thì bây giờ áp dụng cái lý thuyết đó ta xem thử có đấy là cộng cụm từ hay chứ. Đấy giờ quẻ là chủ ngữ, quớ là to be, vậy là đã có mệnh đề rồi, là sai. Là sai. Inspire không bao giờ còn mệnh đề. Vậy từ này sai rồi thì ta phải sửa thành từ gì? Từ gì còn với mệnh đề mà tương đương hẳn? Còn giờ À, ôn dầu. Đó. Phải bỏ vào đấy là từ ôn dầu, ôn dầu mới được. Để ta sai inspire và chuyển thành ôn dầu. Mặc dù thời tiết thì kém nhưng mà chúng tôi vẫn là có thời gian vui vẻ. Câu 29 và câu 30. D có closed in meaning, nghĩa là tìm từ đồng nghĩa với phần gạch chéo. Rồi in chất tịch in thì bằng với cái gì cơ lớp? rồi. À, in đó. Thế nào bạn sẽ? Yêu thích. In chất tịch in này. In chất tịch in nó còn bằng với này. To be in chất tịch in nó còn bằng với là khi nào? Khi nào? Nó hoàn toàn bằng với font ở. Rồi nó còn bằng với crazy about. Nó bằng với crazy about và bằng với là into. Đó. To be này. To be như nhau cả rồi. Cho ra từ. In chất tịch in thì bằng với kin on, đã có kin thì sau này phải có on, có font thì có crazy about và into. Tất cả năm cấu trúc này bằng nhau và nghĩa của nó đều có nghĩa là yêu thích làm gì. Đó. Mẹ của tôi rất là yêu thích tập yoga sau khi giờ làm việc, và yêu thích này thì đâu bằng với enjoy thôi, bằng nghĩa là enjoy, còn feel là cảm thấy cũng được, dislike là không thích, còn hate là ghét thì ngược nghĩa mất rồi. Rồi thích phát in là gì, có ai nhớ? Thích phát in Tham gia. à, đúng rồi. Cái từ thích phát in á thì nó đồng nghĩa với participate in, nó đồng nghĩa với participate in là tham gia. Học sinh thì có thể tham gia bất kỳ cái dự án nào mà chúng yêu thích. Nhớ nha, take part in thì bằng với participate in. Participate in nghĩa là tham gia. Bạn nào mà thích nó không kịp, ghi chép lại không kịp mà về nhà muốn ghi lại học lại thì ta thử bật lại cái video buổi hôm nay ta mở ra, ta học lại tua lại để chỗ nào cần ghi chép lại chúng ta ghi chép lại. Từ opposite in meaning, opposite là đối lập, đối diện. Opposite in meaning là đối nghĩa, trải nghiệm, tìm từ trải nghiệm. Cái này mới hỏi về từ búa hề, búa là gì? Nghèo Nào vậy ta chọn đáp bạn nào là phù hợp? À, Rồi. Rick. À, rất là dễ. Hey, Rick dòng. Đó. Chúng tôi thì rất là sẵn sàng để giúp đỡ. Từ will này này, nếu mà will không á thì là sẽ, nhưng mà thêm mình vào thì nó lại trở thành tính từ willing, sẵn sàng. Nó không phải là trợ động từ việt thiệu nữa mà nó lại là tính từ. Chúng tôi sẵn sàng để giúp đỡ người nghèo trong cái khu phố này. Vậy đổi nghĩa với từ nghèo thì đó là từ rich. Còn từ famous nghĩa là gì? Famous. Nông dân No, farmer thì mình nông dân. Còn famous là nổi tiếng. Từ famous này đồng nghĩa của nó là có từ well known. Well known là nổi tiếng. Homeless là gì? vô gia cư. À, vô gia cư, không nhà cửa. Còn broke này là quá khứ của break, là phá vỡ, làm hỏng. Do you find rock music? À, thú vị. Nó bằng nhiều với từ nào? In. It's À, interesting. interesting. Rồi có được chọn là interesting không? Không. Vì sao? Tại vì nó đồng nghề Ừ. và À, đây vì là nó lá trải trải nghiệm nghề. rồi, mà bài này là bài trải nghiệm.
Nhiều bạn người xài tính chọn in trở tính, nhưng mà đấy tìm từ trải nghiệm cơ mà. Dựa theo ta chọn đáp án nào phù hợp. Boring. Là boring đúng không? Boring. Boring là buồn Nhàm tẻ. chán. Buồn tẻ. Buồn tẻ. Vậy ngựa băng nghĩa với cái từ buồn tẻ này đang còn có từ dull. Đi thì người ta hay cho từ dull, thì vô lớp 10 thì đại học người ta hay cho từ dull. Thì nhiều bạn đấy cũng biết, nhưng mà cho boring là ta biết liền, nên là khi học những từ nào đồng nghĩa trải nghiệm mà phổ biến á, tôi có thể thương hãy cho các bạn để các bạn ghi chụp lại để nhớ thêm từ vựng nha. Còn fantastic thì nó cũng bằng thế này luôn, nó thú vị. Từ great này thì nghĩa của nó là tuyệt vời, to lớn. Đó. Ta sang câu số 33 cho đến 37. 33 đến 37 là điền từ, người ta cho một bài văn rồi đục 5 cái lỗ và bắt chúng ta chọn từ phù hợp để việc điền vào cái lỗ đó sao cho hoàn thành cái bài văn sao cho hợp lý. Brazil một popular holiday is carnival. In fact, many people carnival one of the world biggest celebration. Celebration là gì? Celebration là gì? Ngay nhỉ? Celebration là lễ kỷ niệm, lễ hội, lễ kỷ niệm. Cái lễ hội cái kỳ nghỉ mà phổ biến nhất của khi cái lễ hội phổ biến nhất của Brazil chính là Carnival. Tuy nhiên trong thực tế nhiều người chậm 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 Carnival là một trong những cái lễ hội lớn nhất của thế giới. Vậy bây giờ ta chọn đáp án là gì? Một là believe, hai là regard, ba là consider và bốn là hope. Hơi khó hay hơi khó. Ở đây ta chú ý cho cô. Từ believe là tin rằng. Từ regard là sau regard phải có S, xem như. Còn consider cũng là xem như. Hope là hy vọng. Rồi ở đây ta sẽ nói là trong thực tế mọi người xem cái này như là một. Vậy nếu không có từ S thì ta dùng từ consider. Còn nếu có từ S thì ta phải dùng từ regard. Nên đáp án ở đây sẽ là đáp án C. Each spring on the Saturday before Ash Wednesday, the street of Brazil, the largest city, Rio de Janeiro, come alive with party, festival and glamorous dance. Rồi ta nhìn vào ở đây có từ with, từ in, từ up, từ at. Từ with, từ in, từ up, từ at. Thì ta chú ý này. Cái thành phố lớn nhất của Brazil đó là Rio de Janeiro. Thì đến nó được gọi là come alive, sống động với cái gì? Nó sống trở nên sống động với các bữa tiệc này, các lễ hội bữa tiệc, các cái điều nhảy hoành tráng này. Thì ở đấy là với cái gì đó ta phải dùng là with, align with, khám ở lại with, trở nên sống động với. Hơi khó. The Samba School Parade is highlight of the event. Tối nay thì ta làm được. Tối nay cô từng nói. Event là danh từ rồi. Sự kiện đằng trước nó sẽ là tính từ. Tính từ mà khi thấy ta thấy số cộng với danh từ ở đằng sau xuất hiện, muốn trở thành tính từ thì ta phải có dấu gạch mà là gạch nối, và đã là tính từ thì không bao giờ có số nhiều. Vậy mời các bạn cho đáp án của câu 30 35. Câu 35 có gợi ý đến đó rồi, ta cho các bạn câu 35. Mạnh đúng rồi, Tuấn Ánh đúng rồi, Cảnh Nguyên đúng rồi, Trung Hiếu chưa đúng, Nhí đúng rồi, Thuy Dương đúng rồi, Hà Ánh đúng rồi, Cáo Mỹ đúng rồi, Khánh Toàn chưa đúng. Nghe được vẫn vẫn như bạn nghe nhưng mà vẫn chưa chưa hiểu được lần này.
Khi mà có ta thấy số cộng với danh từ mà muốn làm chức năng tính từ thì đầu tiên là phải có dấu gạch, phải có dấu gạch đổi nên tách loại đáp án A, loại đáp án C đúng không? Và tính từ thì không bao giờ rằng số nhiều nên loại luôn đáp án như thế, dễ chứ không? Nên ta phải chọn đáp án B. Câu này thì hay xuất hiện, nên khi gặp cái tính từ mà có số và danh từ thì ta lấy từ nổi là thế này là được. Rồi câu số 36. Câu 36 about three about 3,000 performer in color costume embellished with feather, bead and 1,000 sequin dance down the parade stood into the sun crowd a dance stadium for the event. Vậy này là cái điều sân bò này là một cái điều nhảy mà một cái sân vận động để mà khiêu vũ được xây cho sự kiện. Vậy được xây cho sự kiện thì đấy là một cái dạng là cấu bị động. Rút gọn của cấu bị động ta chưa được học, hơi khó. Rút gọn của cấu bị động chính là ta sử dụng hiện tại phần tư, tức là động từ ở dạng VP2. Động từ ở dạng VP2 thì ở đây chính là từ build. Câu này hơi khó, ta chưa được học đến, hôm sau học đến thì cô sẽ giải thích lại. Just was to the most spectacular group dancer. Từ rút là trọng tài. Từ trọng tài. Vậy ở đấy trọng tài thì trao thưởng cho các cái cho các cái nhóm nhảy mà xuất sắc nhất. Vậy trao thưởng ở đấy chính là từ prize. Prize là trao thưởng. Còn prize mà thêm cơ é này ta đọc là price. Ở đấy lại là giá cả. Còn từ result nghĩa là kết quả. Còn từ respect thì nghĩa của nó là tôn trọng. Trong trường hợp này là có một cái phần thưởng để trao cho cái đôi nữa. Thì trao trao thưởng, trao giải thì ở đấy đáp án D. Và hai cái từ này ta nhớ nghĩa cho cô luôn. Prize mà có đuôi ZE là trao thưởng hoặc là giải thưởng. Còn từ price mà có đuôi cơ é thì đó là giá cả. Hai từ đó học sinh hay nhầm với nhau. Rồi ta chừa cái bài này nữa, còn hôm sau chừa tiếp. Bài từ câu 38 đến câu 43 là người ta cho một bài văn, chúng ta đọc bài văn và trả lời câu hỏi. Câu 38 này, what's the main topic of the passage? Cứ đọc bài văn người ta rất hay cho cái dạng câu này. Là chủ đề, main là chính. Hãy tìm chủ đề chính của bài văn trên. Muốn tìm chủ đề chính của bài văn, thường một là ta đọc vào đoạn 1. Có đôi lúc ta sẽ nhìn vào cái tiêu đề và có đôi lúc ta phải đọc lướt cả bài văn thì nó mới ra được cái câu chủ đề. Vậy câu 38 chủ đề của bài văn này chính là đáp án B, a problem with chat. Rồi câu hỏi chat là gì? Có ai biết không? Chat nghĩa là gì? Học rồi đấy nhá. Quên từ vựng nè. Vậy Rạ. quên. À đúng rồi. Quên thì ta thích nốt vào này. Riêng cái từ rạc á là nó có đến 4 từ bằng nghĩa nhau. Từ chat nó bằng với từ garbage. Garbage. Nó bằng với từ rabbit. Rabbit lúc này ta gặp đâu 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 phân phát âm ấy. Đây. Đây đây đây. Ta gặp một lần ở trên này rồi. Đúng không? Đây, rạc. Hôm nay ta học được rất nhiều từ vựng nữa các bạn ạ. Chú ý nữa. Test này, nó bằng với garbage, nó bằng với rabbit và nó bằng với waste. Nó bằng với waste là rác thải. Vậy cả cái bài này chủ đề chính của nó nếu bật lên nó là một cái vấn đề với rác thải. Vậy ta xem. À, và bằng với liter luôn các bạn ạ. Bằng với liter. Bằng với liter. Nóng nghìa luôn. Còn nó nóng tư luôn. Là rác thải. Ngay từ đầu này người ta đã cho rác thải rồi. Rác thải ở trên đỉnh Everest. Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Nó cũng là cái đỉnh mà có nhiều, có cái rác
cao nhất thế giới, khoảng 400 người là cố gắng. Rồi rồi, cái việc mà có nhiều người leo núi đồng nghĩa rằng có nhiều rác. Vậy cả cái bài này là đó là một cái vấn đề về rác, về rác thải nhá. Câu thứ hai, where do climbers put their empty oxygen bottle? Oxygen là gì? Đã học khoa học không gặp rồi. Không khí Oxy. Oxy. Vậy đấy là cái bình oxy. Khi chúng ta leo lên cái đỉnh Everest ấy, đỉnh Everest là đỉnh cao nhất thế giới mà đúng không? Cái đỉnh núi cao nhất thế giới. Lên độ cao càng cao thì không khí nó càng loãng. Cái áp suất khí nó làm cho mình rất là khó thở. Nên là nhiều người muốn chinh phục cái đỉnh Everest thì hầu như họ sẽ đưa theo cái bình dưỡng khí, bình oxy. À, khi lên đó rồi cái khí một khí oxy hết rồi thì đưa họ vứt đi. Mà họ vứt đi thì gây đến cái hiện tượng xả rác. Nên ở đây họ hỏi là climber là cái người leo núi, người leo núi thường vứt cả cái ống oxy mà đã hết rồi á ở đâu? À, một là on the ground trên mặt đất, hai là trash can trong cái thùng đựng rác, ba là on their back là trên cái lưng của họ, hoặc là in their tent là trong cái lều của họ. Vậy ai mà chép bài rồi thì ta tìm được cái ngay cái đoạn cái dẫn chứng thôi. Ở chỗ nào? Dòng thứ mấy? Một, hai, ba, bốn, năm, hề. Đấy gì? Giấy through them on the ground. À. Này. Không khí càng lên này, nó thì rất nguy hiểm để leo lên đỉnh núi Everest. Không khí thì rất là thín, bình thường đã dịch là gay, nhưng mà đây không khí rất là loãng và lành. Hầu hết mọi người mang theo cái bình dưỡng khí, họ có thể chết nếu không có nó. Rồi khi cái bình dưỡng khí này hết thì mọi người thường vứt chúng lên cái mặt đất và điều đó gây ra rác. Nên ở đây ta chọn đáp án là A. Rồi tiếp theo, why do climber on carry bottle oxygen? Hôm nay đã đọc rồi. Tại sao người mọi người lên đỉnh núi này lại mang theo bình oxy? Vậy Vì ở trên đó không khí bị loạn. à, không khí bị loãng đây đúng không? The air is the thing. Rồi từ gém của trong bài này nó thay thế cho từ nào? Khi mà có gió mạnh thì làm cho cái nó bay vào lều và mọi người để nó lại đằng sau, để chúng lại đằng sau. Chúng là cái gì? Có cái À. gì được đâu? Hẹn. Bình oxy đúng không? Là cái bình oxy đó. Nên là này là oxygen bottle. Rồi. The word problem ở trong 3 có thể thay thế bằng từ nào? Từ problem nghĩa là gì cả lớp? Vấn đề. Khi từ problem nó bằng nghĩa với từ trouble là vấn đề. Trouble. Bữa giữa hồi dư là cố dạy cho các bạn rất nhiều cái cặp từ đồng nghĩa đấy các bạn ạ. Nhớ nè. Khi nào mà có cái từ except là câu đổi dề các bạn ạ. Except là loại trừ. Nhưng câu nào sau đấy thì sai. Trừ tức là sẽ có một câu đúng, còn nửa ba câu còn lại là sai. Còn lại ba câu còn lại sai. Vậy chỉ có cái câu 44 là chỉ có câu B này là đúng, còn lại là sai. Các cái nhóm đặc biệt sẽ dừng, sẽ đi nhặt, sẽ đi nhặt toàn bộ rác. Thì cái này là câu này đúng, nói về cái trong bài này có đúng không? Rồi một số nhóm đấy này, sẽ leo lên để lập để nhặt rác. Vậy đó là toàn bộ nội dung của phần bài đọc. Bài đọc thì nhìn quá thì có vẻ khó, nhưng khi chúng ta đọc, ta phân tích, ta tìm cái vị trí của nó rồi quay trở lại phân tích thì nó cũng khó lắm đâu, nó hiển thị trong bài. Còn từ câu 44 trở đi thì hôm sau có chưa tiệm. Hôm nay ta nghỉ ở đấy. Bạn nào đã làm bài có điểm rồi thì chúng ta đọc điểm cho cô. Còn bạn nào mà chưa được cố chậm thì đưa cố chậm thì có thể tự bổ sung điểm. Bạn nào mà chưa nộp bài thì trong ngày hôm nay nộp.
là cô chấm điểm và sẽ trừ một điểm so với các bạn. Bây giờ có, bây giờ đọc điểm nhá, Trang Mỹ có điểm chưa, có là đọc Chưa lên điểm. chưa? Hiếu Mạnh Tạm. hả? Tạm. Tạm rồi. Bảo Trâm, Cáo Mỹ, Dạ chưa? Tuấn Anh, Mới có. Mạnh Tân, Em gửi cho cô nó có. rồi Thùy Dương, Mới cũng Phương Trang, Thùy Dung, mười. Anh, Anh rồi Cảnh Nguyên, Thủy Linh, Dạ mười ạ. rồi Văn Huy. Văn Huy không? Bảo An, Hoài Phương, Mang có chị em. em ơi. Rồi. Lan Phương, Yến Nhi. Lan Phương 10, Yến Nhi 10. Rồi, Khắc An, Diên Bảo, Trung Hiếu, Chưa đó. Hoài Nam, Hạnh Huyền, Ai của Anh. em có chữ chạm quá. À chưa chậm à? Hạnh Huyền à, rồi rồi, Hạnh Huyền có bởi vì đấy chưa chậm. Anh Hưng chưa chậm. Văn Linh chưa chậm. Khánh Toàn, Trọng Hoàng, Gia Hưng. Chưa có. Rồi. Vậy chưa xong thì về nha, chúng ta nộp bài nhé. Ok. Who have any idea? Có ai có chuyện gì không? Không có thì chúng ta nghỉ. Ok, goodbye, see you again. Have a good day. Bài đi chợ. Bài thích chờ. Bài đi chợ. Ok, goodbye.